Hôm nay sư sẽ giảng bài pháp mà có chủ đề là lợi ích thực hành thiền. Mà mình làm cái gì đó thì mình cũng phải nghĩ đến cái việc làm này nó mang lại lợi ích gì. Nhưng mà nó không có lợi ích gì thì mình đâu có bỏ cái thời gian công sức ra để làm đâu. Thì trong cái việc đời cũng thế mà việc đạo cũng vậy. Thì ai làm cái gì thì người đó cũng phải nghĩ rằng mình làm cái này nó phải đem lại lợi ích gì cho bản thân mình thì mình mới làm. Mà không mang lại lợi ích gì thì mình làm gì cho nó mất công. Vậy thì cái pháp thực hành thiền này nó mang lại những cái lợi ích như thế nào? Nên nếu như mà người nào ấy, mình hiểu được cái lợi ích của việc thực hành thiền thì mình sẽ nhiệt tình, sẽ tận tâm, sẽ tinh tấn thực hành mà nó sẽ không chán. Còn nếu như mà ai mà không hiểu được cái lợi ích thực hành thiền ấy, thì nó sẽ rất là chóng chán, mà nó sẽ hành thiền nó cũng không được tận tâm. Nếu như mà mình chỉ hiểu ở cái mức độ mình hiểu được rất ít về cái lợi ích của hành thiền ấy, thì đến lúc mình thực hành thiền nó cũng không có đạt được những cái mức độ của những cái thành quả cao được. Vậy nên là nếu như mình càng hiểu được cái lợi ích của việc thực hành thiền thì mình sẽ càng đạt được cái nhiều thành quả cao hơn. Vì vậy ở đời thì rất ít người hiểu được cái lợi ích của thực hành thiền này, cho nên là người ta không có thực hành theo, và người ta thường hay là chạy theo những cái lợi ích ở bên ngoài mà người ta có thể nhìn thấy được, những cái lợi ích về cái vật chất đời sống ở thế gian, những cái lợi ích phù du ở thế gian thì người ta sẽ nhìn thấy nó dễ dàng. Còn cái lợi ích trong cái sự thực hành thiền thì nó thâm sâu vi tế, nó thuộc về cái lĩnh vực tinh thần khó thấy khó biết, nhưng cái lợi ích của nó lại rất là vi diệu, rất là thù thắng, rất là cao thượng. Thì vậy cho nên là cái pháp thực hành thiền là cái pháp rất là thiết thực, tức là nó có những cái lợi ích rất là thiết thực hiện tại, vượt khỏi thời gian. Người nào có thực hành mới thấy, người nào mà mình có thực sự tu tập thì mình mới trải nghiệm được, thì mình mới cảm nhận được. Tức là cái pháp này phải đến để mà thấy, tức là mình có thực hành mới thấy. Chứ còn nếu như mà mình chỉ suy luận không, mà mình không có thực hành, hay là mình chỉ có thể đọc ở trên sách vở không, mình cũng sẽ không trải nghiệm, không cảm nhận được. Đấy là cái pháp là thiện phải đến để mà thấy. Cái pháp này là cái pháp đưa đến cái sự hướng thượng, tức là nó sẽ làm cho cái đời sống của mình, cái tâm lý của mình càng ngày càng trở nên cao thượng hơn. Và cái pháp này chỉ dành cho những người có trí tuệ, chứ không dành cho những người ngu si, dành cho những người có tà kiến. Không dành cho những người có tà kiến mà nó chỉ dành cho những người có chánh kiến. Nó không dành cho những người bất tín mà nó phải dành cho những người có niềm tin. Không dành cho những cái người lười biếng mà nó phải dành cho những cái người tinh tấn, nỗ lực thì mới có thể đạt được. Đấy là cái pháp thực hành thiền nó là như vậy. Thế thì mỗi một trong cái sự thực hành thiền thì có rất là nhiều những cái phương pháp thực hành thiền khác nhau. Vì vậy cho nên là nó có những cái lợi ích riêng và nó cũng có những cái lợi ích chung. Ví dụ như là cái pháp thực hành thiền, mỗi pháp, ví dụ như là một cái người mà thực hành về thiền niệm hơi thở chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho cái tâm của vị đó được định tĩnh, và nó đối trị với những cái tâm năng xăng, phóng dật, nan man. Hay là cái pháp thực hành những cái pháp thâm thiền tâm từ bi hỷ xả chẳng hạn, thì nó sẽ đối trị với những cái tâm sân hận tật đố. Hay là cái pháp thực hành thiền quán bất tịnh thì nó đối trị với những cái tâm tham dục, tham ái, ngã mạn. Những cái pháp thực hành thiền niệm ân đức Phật thì nó sẽ làm cho cái tâm của mình có cái đức tin chân chánh, có cái sự hoan hỷ, có cái sự kinh an nhẹ nhàng. Đấy là những cái lợi ích riêng của từng những cái pháp thiền như vậy. Nhưng mà xong thì tất cả những cái pháp thiền nó đều có những cái lợi ích chung.
nữa, mà nếu như mà mình có tác ý đến những cái sự lợi ích của sự thực hành thiền thì mình sẽ có những cái ước muốn, có những cái mong cầu chân chánh, mình sẽ khởi lên những cái ước muốn là mình sẽ đạt được những cái điều lợi ích đó. Thì mình có cái khởi lên cái ước muốn như vậy thì mình mới tận tâm, mới cố gắng, mới buông bỏ những cái việc mà nó có những cái lợi ích tầm thường khác. Mình phải biết đánh đổi. Tức là khi mà một cái người mà mình xác định là mình đã bỏ cái thời gian công sức ra để mình thực hành thiền, cũng giống như là mình có một cái sự đánh đổi, đánh đổi những cái lợi ích tầm thường ở thế gian. Ví dụ như là cũng cái thời gian công sức này, mình ở ngoài có thể đi làm được rất là nhiều những cái việc khác, nó đem lại những cái lợi nhuận, những cái lợi ích thiết thực khác. Nhưng mà một cái người có trí tuệ, mình biết so sánh cái lợi ích thực hành thiền với cái lợi ích mà mình kiến tạo bằng cái công việc, bằng cái sự kiếm sống hàng ngày, nó có cái sự khác nhau. Nên là đấy là chỉ vì vậy cho nên là mình có cái sự hiểu biết như vậy thì mình sẽ có được cái sự tận tâm tinh tấn, buông bỏ những cái lợi ích nhỏ để mình đạt được những cái lợi ích cao thượng hơn. Và có cái sự quyết định không có do dự, cho nên là mình thực hành mình sẽ hạ thủ cái công phu, buông bỏ cái thế duyên và mình mới có chuyên tâm thực hành được cái pháp thiền này. Thì ví dụ như là một cái người mà mình mới bắt đầu tập sự, mới bắt đầu thực hành một cái pháp thiền, đó là mình giữ cái tâm trên một cái đề mục thiền, chánh niệm tỉnh giác như vậy thôi, tức là mình đang chú tâm trong một cái đề mục thiền như vậy. Thế thì ngay trong cái lúc đấy nó đã đem lại cho mình có được những cái lợi ích cao thượng rồi. Ví dụ như là mình đang giữ chánh niệm trên cái đề mục thiền, nhưng mà mình ngồi đấy không phải là nó uổng công vô ích, mà mình trong cái lúc mình đang ngồi chú tâm vào cái đề mục thiền đấy, nó cũng là đang giống như là một cái người mình đang tạo tác, đang xây dựng, đang phát triển những cái tâm linh cao thượng cho chính mình. Ví dụ như là những cái đức tính, mình có cái chánh niệm, thì cái mình giữ tâm ở trên cái đề mục đấy thì mỗi ngày cái chánh niệm ấy nó trở nên mạnh mẽ, nó trở nên sung mãn hơn, thì những cái tạp niệm dần dần nó sẽ suy yếu đi. Một cái tâm chánh niệm ấy nó không đi một mình mà nó đi kèm theo với rất là nhiều những cái tâm cao thượng khác. Thì những cái tâm đó là những cái tâm chân chánh, những cái tâm làm cho cái tâm của mình nó càng trở nên thanh tịnh, nó càng trở nên sáng suốt, nó giảm bớt những cái phiền não đi. Và ngay trong cái lúc đấy là mình cũng đang tạo ra những cái công đức, tạo ra những cái phước lành. Chứ người ta có thể nghĩ rằng là bây giờ mình chỉ có ngồi im như thế này, giống như là một pho tượng, giống như là một cái tảng đá, giống như là một cái đống đất, ngồi im bất động như thế này, vậy nó mang lại cái lợi ích gì? Nó mang lại cái công đức, mang lại cái phước lành gì? Mà mình cứ ngồi im như thế này thì nó tạo ra cái gì? Nhưng mà thực sự nó có tạo ra rất nhiều thứ. Và những cái thứ tạo ra đấy là vô hình, vô tướng, nhưng mà lại là thâm sâu. Nhưng mà những cái mà thứ nó tạo ra đấy lại là vô cùng là quý báu. Đó là nó có thể tạo ra được cả những cái tâm cao thượng, những cái tâm thanh tịnh. Thì mình cũng đang tạo ra những cái thiện nghiệp thù thắng. Ví dụ mình chỉ chú tâm trên cái hơi thở vậy thôi, tức là mình có cái chủ động, có cái cố ý hướng tâm vào hơi thở. Như vậy là mình có cái tâm sở tư, tức là nó có cái sự tạo tác những cái nghiệp ở trong đấy, những cái thiện nghiệp ở trong đấy. Ví dụ như là bây giờ hàng ngày mình chủ động là mình đi bố thí, mình đi lễ Phật, mình đi tụng kinh, nó cũng là tạo nghiệp. Và nó cũng đấy, nó cũng là tạo ra những thiện nghiệp. Và những thiện nghiệp đấy nó cũng để lại những cái phước lành. Ví dụ như là những cái phước lành đấy nó cho mình những cái quả báo là sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, ăn sinh sạch, tránh xa những cái đọa xứ khổ đau, và luôn luôn sinh về những cái cõi an lành. Đấy là những cái phước lành mà mình tạo ra. Thì khi mà mình chú tâm trên hơi thở, nó cũng tạo ra những cái phước lành như thế. Mình để tâm trên hơi thở, dù chỉ là ở những cái bước sơ cơ thôi, nó cũng tạo ra những cái thiện nghiệp,
những cái phước này, mà những cái phước lành đấy nó cũng sẽ đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp. Rồi từ cái thời thực hành thiền đấy, mình cũng có thể ước nguyện những cái điều như là một cái người ta đi làm những cái việc khác, những cái việc phước thiện khác như là bố thí, phục vụ, cung kính, cúng dường, thì người ta cũng ước nguyện được hưởng những cái phước lành ở cõi nhân, cõi thiên, hưởng phước niết bàn ở tương lai. Thì cái con đường thực hành thiền này nó cũng tạo ra cái phước lành như thế. Mình cũng sau một thời thiền mình cũng có thể ước nguyện cái phước lành của sự thực hành thiền này, ước nguyện được những cái phước lành ở cái cõi nhân, cõi thiên, hay là cái phước lành ở cái niết bàn trong ngày vị lai, thì nó cũng đều thành tựu, mà nó còn thành tựu hơn, nó còn đạt được những cái công đức đó, nó còn lớn hơn cả những cái phước lành mình đi làm các cái việc khác. Bởi vì là những cái phước lành nó tạo ra không phải là ở cái hành động cao thấp hay là lớn nhỏ, mà nó tạo ra ở cái tâm, cái thiện tâm lớn mạnh thì nó tạo ra cái công đức lớn mạnh, cái thiện tâm yếu hời hợt thì nó tạo ra những cái công đức yếu ớt hời hợt. Vì vậy nên là khi mà mình làm những cái việc thiện khác, có thể nó đi kèm với những cái tâm thiện rất là mạnh, nhưng cũng có thể nó đi kèm với những tâm thiện rất là yếu. Và có thể cái tâm thiện đấy nó khởi lên một thời gian ngắn rồi nó lại mất đi, nhưng mà cái sự thực hành thiền thì những cái tâm thiện đấy nó khởi lên trong một cái thời gian rất là dài, và mình có thể giữ được những cái tâm thiện đấy rất là lâu. Và chính vì vậy cho nên nó tạo ra những cái phước thiện rất là bền vững, rất là mạnh mẽ. Thì đấy là mình thực hành thiền mình cũng là cái sự tạo ra những cái công đức, cả ở cái công đức ở cái thế gian này, ở cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới và những cái thiện nghiệp về siêu thế, thì nó đều được tạo ra từ sự thực hành thiền. Còn những cái công đức mà mình đi làm bên ngoài, nó chỉ tạo ra cái phước lành ở dục giới, chứ nó không bao giờ tạo ra những cái phước lành ở những cái cõi sắc giới, vô sắc giới và những cái phước lành siêu thế. Nhưng sự thực hành thiền thì lại có. Nó có thể tạo ra được đầy đủ, hoàn hảo tất cả những cái phước lành nhất mà những cái việc làm khác ở thế gian không thể so sánh được. Thì đấy là một cái lợi ích của cái sự thực hành thiền. Từ cái giai đoạn mình mới thực hành thôi, nó cũng đã tạo ra những cái công đức thiện nghiệp như thế rồi. Còn nếu như mình thực hành nó phát triển đến những mức độ cao hơn, như là nó có thể đạt được những cái hỷ lạc, cái khinh an thôi, thì mình cũng đã cảm thấy nó có được cái cuộc sống, mình đã cảm nhận được cái sự hạnh phúc, cái sự an tịnh ở nội tâm còn cao thượng hơn những cái hạnh phúc, những cái hạnh phúc mà khi mà mình hưởng thụ những cái cuộc sống ở ngũ dục ở thế gian. Đấy là khi mà mình đạt được đến những cái pháp thiền cao hơn, như là mình chứng đến cận hành định, thì nó cũng đã làm cho mình diệt trừ hết được những cái cấu uế phiền não, hay là đến an chỉ định cũng thế, nó sẽ làm cho mình có được cái hỷ lạc rất là sung mãn, và nó sẽ làm cho cái tâm họ thuần thiện hơn, hay là mình có thể tu tập lần lượt lên các cái pháp thiền tuệ, hay là những cái pháp thiền hiệp thế, rồi đến những cái pháp thiền siêu thế, nó cũng đều sinh ra từ cái sự thực hành thiền. Thế thì cái sự mà thực hành thiền dù cao hay thấp khác nhau, nhưng nếu như mà mình có cái sự tinh tấn thực hành trong một cái thời gian liên tục, mình sẽ cảm nhận được nó có rất là nhiều những cái điều nó thay đổi ở trong nội tâm. Mà một trong những cái điều đấy nó sẽ rõ ràng nhất, đó là mình sẽ thấy mỗi ngày cái trí tuệ của mình nó sẽ trở nên sáng suốt hơn. Tức là bởi vì trong cái lúc mình đang thực hành thiền ấy, mỗi một thời thực hành thiền, mỗi một cái ngày thực hành thiền đấy, là cái phiền não nó giảm dần, những cái tâm si mê tà kiến nó sẽ giảm dần, mà những cái tâm, cái trí tuệ của mình càng ngày nó sẽ càng lớn hơn, cái chánh kiến của mình càng ngày nó sẽ càng mạnh hơn. Vậy cho nên là trong cái lúc thực hành thiền cũng vậy, xong rồi mình sẽ thấy rằng là cái tâm của mình nó sẽ biết phân biệt những cái việc nào là cái việc chánh, cái việc nào, cái gì là chánh, cái gì là tà. Cái trí tuệ để hiểu về cái chánh tà nó sẽ mạnh ra.
Chứ nó không, nó sẽ dần dần những cái tâm tà kiến đấy nó sẽ dần dần nó yếu đi, những cái vô minh tham ái dần dần nó sẽ yếu đi, mà rồi mình có cái trí tuệ đấy tự mình cũng sẽ biết những cái gì quan trọng, những cái gì nó là tầm thường, những cái con đường nào nên đi, những cái con đường nào nên bỏ, những cái việc nào mình nên thực hành, những cái việc nào mình nên tránh xa, những cái người nào mình nên thân cận, những cái người nào là không nên thân cận, mình sẽ biết được rất là nhiều những cái điều trong cuộc sống. Tức là khi mà mình có trí tuệ thì mình cũng sẽ biết được rất là nhiều thứ, tức là có trí tuệ mình sẽ phân biệt được thiện ác, tránh tà, phải trái, đúng sai. Thì bởi vì là trong cái lúc mình thực hành đấy, cái tâm chân chánh nó sẽ mạnh dần lên và những cái tâm bất chánh nó yếu đi. Tức là trong cái lúc mình trong tất cả những cái đề mục thiền nó đều thế, nó đều phát triển những cái tâm chân chánh. Và cái người thực hành thiền thì một thời gian mình sẽ thấy cái người đấy sẽ có rất là nhiều những cái sự thay đổi, nó khác thường. Cái người đấy sẽ cái tâm nó sẽ trở nên ngay thẳng, chánh trực hơn, mà nó không còn những cái tâm mà nó phóng dật năng xăng, những cái tâm mà nó không chân thật, không ngay thẳng. Bởi vì cái sự thực hành thiền nó tự nhiên nó sẽ đưa lại những cái trạng thái tâm như vậy. Vì vậy nên là từ cái tâm chân chánh đấy thì nó sẽ làm cho cái trí tuệ của mình nó cũng trở nên chân chánh. Thì tại sao nó lại có cái sự chân chánh đấy? Bởi vì là trong cái sự mỗi một ngày thực hành thiền ấy, thì mỗi một ngày cái tâm của mình nó trở nên thuần thiện hơn, tức là nó sẽ trở nên thuần thục hơn. Tức là nếu như mà cái người mà không thực hành thiền ấy, thì cái người đấy người ta sẽ rất là năng xăng loạn động, tức là cái tâm nó giống như là một cái con ngựa được điều phục và một cái con ngựa hoang, nó khác nhau hoàn toàn. Một cái con một cái loài thú mà hoang dã sống ở trong rừng mình sẽ thấy nó rất là hung dữ, nó rất là ghê gớm, rất là dữ tợn. Nhưng mà những cái loài thú mà mình nuôi ở trong nhà, mình có cái sự huấn luyện, có cái sự rèn luyện, có cái sự điều phục nó, thì nó sẽ rất là thân thiện, nó sẽ rất là ngoan ngoãn, nó rất là hiền lành, và nó trở thành những cái con vật thuần hóa rồi thì nó trở thành những loài thú cưng, nó có thể sống với ai cũng không gây hại, không có gây cái sự nguy hiểm cho ai. Nhưng mà nếu như mà cái loài thú hoang thì mà không được huấn luyện, không được điều phục thì rất là nguy hiểm, không ai dám đến gần. Cũng như vậy, nếu mà một cái người không tu tập ấy, thì những cái tâm bất thiện của người ta rất là lớn. Mình sẽ không thể lường trước được, nếu như mà sống gần với những cái người mà không thuần thục, không được điều phục. Ví dụ như là những cái người mà người ta mà càng sống ở những cái nơi biên địa, ở những cái vùng mà văn hóa thấp, thì những cái người đấy người ta lại càng có những cái tính rất là man rợ của những cái người mà người ta sống hoang dại. Thì cũng vậy, cái người mà không tu tập người ta rất là hoang dại, cái tâm bất thiện nó rất là mạnh, mà cái tâm thiện thì nó rất là yếu. Nhưng mà cái người mà có sự tu tập về cái pháp thiền thì những cái tâm thiện nó sẽ trở nên rất là mạnh và những cái tâm bất thiện nó sẽ trở nên rất là yếu đi. Và càng ngày cái tâm thiện ấy nó càng thuần thục lên, nó càng mạnh mẽ lên. Vì đấy cũng là một trong những cái lợi ích của cái sự thực hành thiền. Và cái sự thực hành thiền thì mỗi ngày cái tâm nó lại trở nên nó rất là dễ thích nghi, nó có thể thích nghi được với những cái chân lý, với những cái sự thật, và dần dần nó xa lìa đối với lại những cái pháp thế tục, những cái sự ô nhiễm. Và mỗi một ngày trong cái sự thực hành thiền đấy, mỗi một ngày thì cái người đấy sẽ cái tâm tính nó lại càng trở nên nhu hòa, tức là nó sẽ càng trở nên mềm mại, dễ uốn nắn, dễ dạy bảo, dễ điều phục. Tức là nếu như mà một cái người mà không có cái sự tu tập, không có cái sự thực hành tu dưỡng về tâm linh, thì cái người đấy sẽ rất là khó nói, cái người đấy sẽ rất là khó dạy. Mình có
dạy những cái điều tốt và người ta sẽ không có chấp nhận, không có lắng nghe và không có thực hành theo, không có sửa đổi những cái tâm tánh của mình. Nhưng nếu như mà một cái người nào mà có sự thực hành thiền một thời gian thì cái người đấy sẽ trở nên rất là nhu mì, rất là nhu hòa, rất là hiền hòa từ ái. Nên nó không còn cái tâm ngang bướng, không còn cái tâm cứng cỏi hay chống đối hay gây sự hay xung đột với mọi người xung quanh nữa. Đấy là cái sự thực hành thiền nó sẽ làm cho nó sẽ thay đổi cái tâm lý rất là nhanh chóng như vậy. Dù cái người đó mình không chủ trương là mình sẽ đi thực hành thiền để trở thành một cái người nhu hòa, để trở thành một cái người hiền thiện như vậy, nhưng mình cứ thực hành một thời gian thì tự động cái tâm nó sẽ trở nên như vậy. Bởi vì cái con đường đấy, cái đạo lộ đấy, cái phương pháp tu luyện đấy nó dẫn đến như thế. Nó sẽ đưa cái người thực hành đến những cái trạng thái tâm lý như vậy. Tùy theo những cái người thực hành càng nhiều thì cái tâm nó sẽ thuần hóa càng nhiều hơn, ở cái mức độ càng cao hơn. Đó là cái lợi ích của cái sự thực hành thiền nữa, là nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó trở nên nhu nhuyễn như vậy. Và cái người thực hành thiền lâu ngày thì mình sẽ thấy thân tâm của mình nó đều trở nên khinh an nhẹ nhàng. Thân tâm nó đều rất là khinh an. Ví dụ cái người mà ít không có cái sự tu tập ấy thì thân tâm nó sẽ rất là đau đớn nhức mỏi. Cái người đấy hay có cái tính đó là mình phải ăn nhiều, ngủ nhiều, vận động nhiều, nhưng mà mình vẫn thấy cảm thấy cái thân này không có mấy khi nó được an ổn, không có mấy khi mà nó được an lạc. Mình cứ phải đi tìm kiếm cái sự an lạc cho cái thân này bằng cái cách đó là chăm sóc, bằng cái thức ăn, ăn cho nhiều lần, ăn cho nhiều dinh dưỡng, tẩm bổ bằng cái này cái khác. Nhưng mà rồi mình vẫn cứ thấy nó có cái sự mệt mỏi, nhức nhối, đau đớn, khó chịu ở trên thân. Mặc dù mình có sử dụng nhiều biện pháp, dù là tập thể thao, dù là massage, dù là dùng nhiều cái cách chăm sóc, nhưng cũng không bao giờ mình trải nghiệm được cái sự khinh an, cái sự an lạc. Giống như là một cái người mà thực hành thiền nó sẽ có cái sự khinh an, cái sự an lạc thù thắng hơn, cả về thân và về tâm. Tâm nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó rất là thảnh thơi, nó rất là an vui. Không như một cái người mà không thực hành thiền ấy, thì cái người đấy luôn luôn sống trong những cái tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, buồn phiền, nghĩ ngợi rất là nhiều những cái chuyện quá khứ, những cái chuyện tương lai, những cái chuyện nó đã qua từ lâu rồi, nhưng mà vẫn thường xuyên gợi nhớ lại với cái tâm sầu muộn, ưu bi khổ não. Nên là cái người mà không thực hành thiền thì nó sẽ sống trong cái tâm trạng bất an như vậy. Còn những người thực hành thiền thì thân tâm nó đều rất là nhẹ nhàng, nó không còn quan trọng hóa những cái chuyện được mất hơn thua, khen chê, yêu ghét ở đời. Như là người ta nói là ở đời có 8 cái gió đời nó thổi vào trong tâm của người ta, đó là nợ, khi mà mình được nợ là mình dao động, khi mà mình mất nợ thì mình cũng khổ đau, nợ suy, khi mà hủy dữ, khi mà mình bị chê là mình cũng khổ, khi mà mình được xưng tán thì mình thích. Xưng cơ có lúc nào mình mà có giống như mình được thăng quan tiến chức hay là được cái gì đó mà được xưng tán thì thích. Có những cái lúc mình gặp những cái hoàn cảnh éo le hay là gặp những cái chuyện rủi ro bất hạnh thì mình lại rất là khổ. Hoặc là cái lúc mình ốm đau, hay là có lúc mình được hưởng thụ cái ngũ dục, thì đấy là những cái gió đời nó sẽ không làm lay động được cái người mà có cái sự thực hành thiền. Những người thực hành thiền nó có được cái tâm nó vững vàng, bất động như cái tảng đá kiên cố, không có cái gió nào có thể lay động được. Cũng vậy, với một cái người mà mình có tu tập về nội tâm thì những cái sự được mất, khen chê, hơn thua, yêu ghét ở đời nó không còn quan trọng nữa. Cho nên là cái người đấy sống nó rất là thảnh thơi, nó rất là an lành, nó rất là an lạc. Đấy là cái sự khinh an, an lạc cả về thân, có cái sự an lạc cả về tâm.
đối với cái sự tu tập mà rồi mình sẽ nhận thấy mỗi ngày những cái điều đó nó sẽ lớn mạnh lên, nó sẽ lớn dần lên, đó là cái sự an lạc, đó là cái sự hạnh phúc. Mà cái sự hạnh phúc nó khác hẳn với những cái hạnh phúc của thế gian. Người thế gian người ta nghĩ rằng là khi nào người ta phải được hưởng nhiều những cái vinh hoa phú quý, nhiều những cái tài sản sắc đẹp, được hưởng nhiều những cái tình cảm yêu thương, được hưởng nhiều những cái địa vị, danh lợi, chức quyền, đấy mới là hạnh phúc. Nhưng thực ra khi mà người ta có những cái điều đấy, nó chỉ tăng trưởng lên đau khổ chứ nó không có tăng trưởng hạnh phúc. Người nhìn vào bề ngoài thì có vẻ đó là hạnh phúc, người khác người ta thèm muốn, người ta ngưỡng mộ, người ta nghĩ rằng người đấy là hạnh phúc, rồi người đấy hãnh diện với đời, nghĩ rằng là mình hạnh phúc thôi. Nhưng đó là hạnh phúc ảo, không phải hạnh phúc thật. Mà hạnh phúc thật là ở trong cái nội tâm của mình. Cho nên là khi Đức Phật thành đạo, Ngài đi về thuyết pháp độ thân quyến của mình. Con trai Đức Phật lúc đấy mới có 9 tuổi, Rahuna, chạy đến ôm chân mà thưa cha cho con thừa tự cái gia tài. Thì lúc đấy Đức Phật đưa về tịnh xá và cạo đầu cho xuất gia. Rồi Đức Phật cũng dạy cho vị đó thực hành thiền hơi thở. Vì với cái nhìn của Đức Phật thì không có cái gia tài nào lớn hơn và không có cái gia tài nào mà có giá trị hơn là cái sự an tịnh của tâm hồn. Vì vậy cho nên là cái sự an tịnh của tâm hồn là cái sự hạnh phúc nhất. Mà cái sự an tịnh này nó chỉ có đạt được với một cái người mà có cái sự tu tập, có cái sự thực hành cái pháp thiền chỉ quán này một cách miên mật mà thôi. Thế nên là đến khi mà em trai của Đức Phật Nanda vào cái ngày kết hôn, rồi cũng là ngày phong vương để kế tục vua Tịnh Phạn lên làm vua, thì Đức Phật cũng đến và đưa cái người em đó về tịnh xá và cạo đầu cho xuất gia, cũng để cho tất cả những cái người thân thương nhất Ngài đều đưa vào cái pháp tu tập nội tâm, đều đưa đến cái sự hạnh phúc ở nội tâm và gỡ cái vị đó, những cái người thân thương đó ra khỏi cái sự trói buộc của danh lợi, của địa vị, của quyền lực, của tài sản thế gian. Đấy là với một bậc có trí tuệ rồi thì mới thấy được rằng là những cái pháp thế gian mà người ta chạy theo suốt cả cái cuộc đời, người ta mong cầu, người ta tìm kiếm, người ta cho rằng là đó là hạnh phúc, thì với một bậc giác ngộ lại cho rằng nó là khổ đau. Còn chỉ có cái con đường tu tập có cái nội tâm an tịnh, đó mới là hạnh phúc, đó mới là thoát khổ đau. Vì vậy cho nên là những cái người nào mà mình đang thực hành thiền, là mình đang thực hành những cái pháp cao thượng nhất, thù thắng nhất. Cho nên Đức Phật nói rằng hơn thống lãnh cõi đất, hơn làm chủ cõi trời. Cái người mà chứng được cái pháp thượng nhân thì đó mới là người tối thắng. Ví dụ như là ai là cái người hơn thống lãnh cõi đất, tức là một vị vua chuyển luôn thánh vương là một bậc thống lãnh cái cõi đất này, thống lãnh cõi đất này. Bởi vì là một cái ông vua tầm thường ấy cai trị được một cái quốc gia thì tầm thường, không đáng nói đến cái hạnh phúc an lạc của ông đấy, rất là ít, khổ đau thì rất là nhiều. Nhưng có một cái vị mà có cái phước báu lớn nhất ở trên thế gian và cũng hy hữu mới xuất hiện ra ở trên đời, đó là những bậc mà sinh ra có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng những vị đấy không phải là trở thành Phật, mà những vị đấy là trở thành những bậc vua chuyển luôn thánh vương, có đầy đủ các món báu như xe báu, voi báu, ngựa báu, tướng quân báu, gia chủ báu, ngọc báu, rồi tất cả những cái thù thắng cao quý nhất ở trên đời vị đó đều có. Vị đó làm chủ hết cả bốn châu thiên hạ này, khắp cả cái quả đất này. Thì cái vị đó là một cái người dùng chánh pháp trị nước, đem lại cái sự an lành cho quốc độ. Nhưng mà cái vị đó vẫn chưa phải là hạnh phúc nhất. Có người trên thế gian còn hạnh phúc hơn. Hay là một vị làm vua cõi trời, vua trời Đế Thích, làm vua cõi trời thì còn thù thắng hơn cả cái vị vua chuyển luôn thánh vương làm chủ và cả cái cõi đất này. Thì Đức Phật ví rằng là cái người mà chứng được những cái quả thượng nhân, như là chứng được
những cái pháp thủ thắng như là chứng được các pháp thiền thông hay là chứng được các đạo quả, sơ quả dự niu trở đi chẳng hạn, thì cái vị đó sẽ thủ thắng hơn. Thủ thắng hơn cả vua Chuyển Luân Vĩnh Thánh Vương, vì đó sẽ thủ thắng hơn cả là vua trời Đế Thích. Bởi vì là một vị vua Chuyển Luân Thánh Vương, vị đó có thể là có cái đời sống cao quý lấy nhưng nó rất là ngắn ngủi. Vị đó có thể là thọ hưởng cái tuổi thọ đến 84.000 năm, nhưng mà rồi vị đó vẫn phải chết. Khi vị đó chết thì vị đó vẫn phải tái sanh ở trong luân hồi tam giới, trong tam giới này, rồi cũng có lúc vị đó sinh lên thiên giới, cũng có lúc vị đó vẫn phải đọa vào địa ngục. Vị đó chưa thoát khỏi khổ đau. Hay là một vị vua cả cái cõi trời, vị đó có thể thống lãnh hết cả chư thiên ở cõi thiên giới, nhưng mà vị đó cũng có thể sống tới 36 triệu năm đi chăng nữa, nhưng rồi cũng có lúc nào đó vị đó cũng sẽ chết, và vị đó vẫn có thể tái sinh vào những cõi khổ đau. Nhưng mà một cái bậc thánh đệ tử của Đức Phật, từ cái sự khổ công tu tập thì vị đó có thể đoạn trừ được những cái phiền não. Vị đó sống một cái đời sống nội tâm an tịnh, và vị đó dần dần đi đến Niết Bàn và giải thoát khỏi đau sinh tử. Vì vậy cho nên là một cái người mà thực hành cái con thiền, cái con đường thực hành cái pháp thiền chỉ quán ấy, thì mình sẽ đang đi đến một cái đích cao thượng nhất, thù thắng nhất, mà dù những cái phước báu khác ở thế gian cũng không thể nào sánh bằng được, không thể nào sánh bằng cái pháp thực hành thiền được. Nên là khi xưa có những vị Bà La Môn thực hành những cái tế đàn, tức là khi mà thực hành những cái tế đàn thì các vị đấy nghĩ rằng là mình sẽ làm những cái tế lễ này để cầu cái phước để kiếp sau sinh bên cõi trời, hay là hưởng những cái phước lành ở đời này và đời sau. Nhưng khi gặp Đức Phật thì Đức Phật giảng dạy cho các vị đấy biết là cái lễ tế đàn nó có lợi ích khi mà cái vị đó, khi mà lễ tế đàn này không giết hại những cái loài vật, nó mới có lợi ích. Còn nếu như mà lễ tế đàn mà giết hại loài vật, làm đau khổ những cái chúng sinh khác thì không có lợi ích gì. Rồi những vị Bà La Môn đấy lại hỏi Đức Phật là thế còn có những cái pháp gì nó có tạo ra công đức lớn hơn lễ tế đàn này? Thì Đức Phật dạy là có cái pháp bố thí. Một cái người không cần phải đi lễ bái cầu cúng xin xỏ tài lộc gì ở đâu cả, vì đó chỉ cần siêng năng làm cái việc bố thí ban phát tài sản của mình, bố thí bằng tài thí, pháp thí hay là vô ý thí cho mọi người xung quanh, thì cái công đức đó còn lớn hơn là cái cầu xin lễ bái. Rồi các vị đó lại xin Đức hỏi Đức Phật là có cái pháp gì mà có cái công đức còn lớn hơn là bố thí, thì Đức Phật dạy là hãy giữ ngũ giới. Nếu mà một cái người nào mà thọ tam quy ngũ giới thì công đức sẽ lớn hơn là bố thí. Thì các vị lại hỏi có cái gì lớn hơn, công đức nào mà lớn hơn ngũ giới, giữ giới, thì Đức Phật dạy là có cái công đức lớn hơn cái việc giữ giới, đó là tu tâm, tức là thực hành cái pháp thiền định. Như là tất cả những cái pháp thiền định làm cho cái tâm nó được định tĩnh, thuần tịnh, không có cấu uế phiền não, thì cái công đức đó sẽ lớn hơn. Thì các vị ấy hỏi những cái còn cái pháp gì có công đức lớn hơn là cái làm cho cái tu tập về tâm, làm cho tâm được định tĩnh này, thì Đức Phật nói là hãy tu tập về trí tuệ. Khi mà một cái người mà tu tập trí tuệ để giác ngộ chân lý, giải thoát khổ đau, thì cái công đức đấy là lớn nhất và thù thắng nhất, không có cái gì có thể sánh bằng được. Vậy thì trong cái sự thực hành cái pháp thiền này thì sẽ thực hành cả thiền chỉ và thiền quán, thiền định và thiền tuệ, thì đó là cái người đang thực hành những cái công đức mà lớn nhất trong tất cả những cái công đức ở thế gian, không có gì sánh bằng. Thế vậy nên là khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn ấy, cái đêm mà Đức Phật gần nhập Niết Bàn, thì lúc đấy thiên hoa, tức là các vị chư thiên rải những cái hoa mạn đà na ngập hết mặt đất để cúng dường. Thì Đức Phật nói với Ngài A Nan rằng là chư thiên rải hoa khắp không gian để cúng dường Như Lai. Nhưng mà sự cúng dường như vậy không phải là cao thượng, không phải là thù thắng, mà cái người mà thực hành cái pháp của ta, tức là cái người nào mà đang siêng năng thực hành thiền chỉ quán ấy, thì cái người đấy thì cái sự cúng dường bằng cái sự thực hành pháp đấy sẽ cao thượng hơn và thù thắng hơn là những cái người dâng hương hoa cúng dường Đức Phật.
Vì vậy cho nên là có những người Phật tử người ta sẽ cung kính Đức Phật bằng cái cách đó là người ta thường xuyên dâng hương hoa đèn nến phẩm vật thức ăn, tất cả những cái sự tinh khiết cao thượng nhất để cúng dường Đức Phật, thì cái sự cung kính cúng dường đấy nó tạo ra những cái công đức phước lành, những công đức phước lành đấy để người ta hưởng những cái phước ở cái cõi nhân gian và thiên giới. Từ cái công đức đấy người ta có thể hưởng những cái hạnh phúc ở cõi nhân gian để người ta có thể trở thành những bậc chuyển luân thánh vương hay trở thành những bậc vua ở cõi trời cũng được. Nhưng Đức Phật vẫn không tán thán. Đức Phật vẫn cho rằng những cái sự cúng dường đấy, những cái công đức phước lành đấy vẫn còn thấp kém, mà cái sự thực hành ấy, thiền ấy, cái sự im lặng ấy, tĩnh tọa, chánh niệm tỉnh giác, chú tâm trên một cái pháp môn thực hành thiền của mình thì cao thượng hơn, thù thắng hơn. Đức Phật tán thán cái điều đó, tán thán cái điều đó hơn là mình làm những cái công đức phước thiện khác ở bên ngoài. Thì thế cho nên Đức Phật khi nhập Niết Bàn này cũng dạy rằng cái sự tôn thờ đối với xá lợi của Đức Phật, cái sự xây dựng bảo tháp để cho nhân gian lễ bái cúng dường, thì những cái việc đấy là dành cho những cái bậc vua chúa hay là những cái người Phật tử tại gia, người ta cầu những cái phước báo ở thế gian, người ta sẽ làm việc đó. Còn những cái người xuất gia thì phải chuyên tâm hành thiền, hay là những cái người nào mà có cái mong cầu chứng đắc Niết Bàn, giải thoát khổ đau thì hãy chuyên tâm thực hành thiền. Vậy Đức Phật cũng coi trọng cái sự thực hành thiền còn hơn là coi trọng cái việc gây dựng, xây dựng, phát triển những cái nơi thờ tự, những cái phát triển xây dựng lên những cái chùa tháp, hay là gây dựng lên những cái cảnh quan để tôn vinh Đức Phật. Thì Đức Phật vẫn không tán thán bằng cái sự mà người đó chuyên tâm tu tập thực hành cái pháp thiền chỉ quán, mang lại công đức lớn hơn, thù thắng hơn, và Đức Phật tán thán cái sự thực hành đó. Bởi vì cái đấy là cái sự thực hành thiền nó mới đem lại cái hạnh phúc thật sự như vậy. Cho nên là Đức Phật luôn luôn khuyến khích, khuyến hóa, giáo hóa mọi người hãy buông bỏ cái đời sống thế sự, hãy giảm bớt những cái duyên trần để chuyên tâm thực hành những cái pháp thiền chỉ quán này. Vì cái pháp thiền chỉ quán nó đem lại cái sự thân tâm, nó có cái sự an lạc, cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc nó tuyệt đối và thật sự như vậy. Bởi vì là một cái người thực hành thiền ấy, một thời gian mình sẽ cảm thấy rằng mình có được một cái tâm nó rất là tự tại. Cái người thực hành thiền mình sẽ thấy mình không còn bị vướng vào những cái sự yêu và ghét, không còn cái sự tham và sân. Cái tâm nó rất là thản nhiên đối với mình. Những người nào mà tu một cái khóa thiền mình dài dài một chút, mình khi mà mình trở về cái đời sống thế gian rồi, mình sẽ thấy rằng mình thấy mọi thứ nó trở nên rất là xa lạ, nó không còn cái sự háo hức, nó không còn cái sự mà mình ưa muốn hưởng thụ những cái niềm vui như trước kia nữa. Như là trước kia thì mình còn thích chạy theo những cái cảnh đẹp ở bên ngoài, như là thích tụ tập nói chuyện nhảm nhí thế sự, thích nghe ca nhạc, thích xem phim truyện, thích đi giao thiệp, để rồi là thích có những cái mối quan hệ về làm ăn buôn bán, hay là về những cái tình cảm giao lưu, tức là tìm những cái niềm vui ở bên ngoài. Và mình trước kia thì mình hay chạy theo những cái cảnh đấy, chạy theo những cái đó để mình nghĩ rằng đó là những cái niềm vui. Nhưng mà khi mà thực hành thiền rồi, mình trải nghiệm được cái sự niềm vui thật sự nó nằm ở trong nội tâm, chứ nó cái niềm vui ở bên ngoài đấy nó rất là thấp kém, nó giả tạm, nó tầm thường, nó không thể sánh bằng được. Cho nên mình cảm thấy dửng dưng và cảm thấy không còn háo hức và không còn chạy theo những cái ngoại cảnh như trước kia nữa. Vậy nên là thời Đức Phật có những cái người ta thường tranh luận với nhau rằng là Đức Thế Tôn là một cái người, là một bậc hạnh phúc, hay là các vị vua chúa thời bấy giờ hạnh phúc hơn.
Và cũng có những người đã đem cái thắc mắc đấy đến hỏi Đức Phật là Đức Thế Tôn hạnh phúc hơn hay là các cái vị vua mà người ta được hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian, người ta hạnh phúc hơn. Thì lúc đấy Đức Phật mới đưa ra cái ví dụ nói rằng nếu bây giờ một cái ông vua, ông ấy có thể hưởng thụ cái ngũ dục ở thế gian một ngày một đêm không gián đoạn, có làm được điều đó không? Ông có thể hưởng thụ tất cả những cái gì gọi là hạnh phúc nhất, dục lạc nhất, những cái mà thế gian khao khát mong cầu nhất, có thể hưởng thụ suốt ngày suốt đêm 24 tiếng không gián đoạn không? Thì lúc đấy những cái vị đó bảo không thể làm được, không có một cái niềm vui nào, không có cái dục lạc nào, không có cái thú vui nào mà nó có thể liên tục gián đoạn trong 24 tiếng. Ồ, huống chi là 2 ngày 2 đêm, 3 ngày 3 đêm hay là đến 7 ngày 7 đêm hưởng thụ những cái ăn, những cái dục lạc thế gian không gián đoạn, thì dù đến các cái vị vua chúa người ta có quyền hưởng thụ tất cả những cái dục lạc thế gian nhưng người ta không làm được điều đó. Đức Phật nói rằng nhưng ta có thể làm được, ta có thể nhập vào một cái tầng thiền giống như là sơ thiền, ni dục ni ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, nên toàn tâm thân sẽ thấm luôn một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, hay là bị diệt tầm tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm, hay là ni hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, một cái trạng thái mà chỉ có lạc với nhất tâm, tức là trong một cái trạng thái tam thiền thì chỉ có một cái thuần nhất là thọ lạc. Và Đức Phật nói ta có thể trú ở trong cái tầng thiền thuần nhất hướng lạc, thuần nhất thọ lạc, cái thọ lạc do ni dục, cái thọ lạc do ni tầm tứ ni hỷ này, chánh niệm tỉnh giác, ở trong cái tầng thiền đấy một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm cho đến bảy ngày bảy đêm liên tục không gián đoạn. Thì lúc đấy mọi người sẽ hiểu ra một cái điều rằng vậy thì những cái bậc thực hành thiền có thể trú trong những cái tầng thiền đó và liên tục không gián đoạn được, trú trong cái trạng thái hỷ lạc đó, trú trong cái cảm thọ thuần nhất hướng lạc đó, một ngày một đêm đến bảy ngày bảy đêm không gián đoạn, thì những cái điều đó những cái người tập thiền chứng đắc thiền thì có thể làm được, mà những cái dục lạc ở thế gian lại không thể liên tục không gián đoạn như vậy được. Vậy thì cái người mà chứng thiền sẽ có cái đời sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn và thù thắng hơn những cái dục lạc ở thế gian. Đấy là cái sự so sánh như vậy thì cái sự thực hành thiền nó sẽ cao thượng hơn. Vậy thì những cái mà người thế gian mình có thể suốt đời chạy theo những cái hạnh phúc, những cái dục lạc ở thế gian, nhưng mà những cái đấy nó không cao thượng, vẫn là tầm thường. Nếu như mà một cái người mà mình bỏ cái thời gian đó, bỏ cái công sức đó để mà tu tập những cái pháp thiền, thì mình sẽ được hưởng những cái hạnh phúc an lạc còn thâm sâu vi diệu hơn. Nên là Đức Phật cũng từng, đấy mới chỉ là những cái lợi ích hay là những cái an lạc nó ở ngay trong hiện tại này, chứ chưa nói đến khi mà nó cho ra những cái quả báo của những cái sự thực hành thiền này, nó cho ra những cái kết quả ở tương lai thì lại còn cao quý hơn nữa. Nên là có lần Đức Phật nói rằng là cho có một cái kiếp xa xưa ta từng bỏ ra 7 năm để thực hành thiền. Sau đó ta đã hưởng cái sự an lạc ở cõi Phạm Thiên trong 7 thành kiếp và ngoại kiếp. Tức là Đức Phật có thể tu tập chứng đắc một cái tầng thiền và có thể là chứng đắc, chỉ cần chứng đắc đến một cái tầng thiền, đến tam thiền chẳng hạn, thì Ngài có thể sinh về một cái cõi Phạm Thiên mà có thể ở đó cho đến 7 thành kiếp ngoại kiếp, 7 thành kiếp ngoại kiếp ở trái đất này mà không trở lại thế gian để hưởng cái phước lành như vậy. Nhưng một vị thực hành thiền thì ấy cũng có thể sinh về cái cõi Phạm Thiên, sống tới hàng là trăm đại kiếp hay là tới 500 đại kiếp mà không trở lại thế gian, hay có thể ở cái cõi Phạm Thiên hàng nghìn đại kiếp, hàng trăm ngàn đại kiếp mà không phải chịu những cái nỗi khổ ở thế gian, điều đó cũng có thể có. Vì đó có thể do cái sự thực hành thiền đó mà vị đó
sẽ chứng ngộ niết bàn và chấm dứt sinh tử ở đời này, hoặc là vị đó sinh về một cái cõi thù thắng khác như là cõi thiên giới, cõi phạm thiên giới, rồi vị đó lại tiếp tục tu tập, tiếp tục thực hành những cái pháp thiền chỉ quán và đi đến chứng đắc niết bàn, thì điều đó cũng đều có thể xảy ra. Vậy thì một cái người nào ở cái đời này bỏ cái thời gian, bỏ công sức ra để thực hành thiền là cái người đấy đang đang hướng đến cái sự chấm dứt khổ đau, cái sự an vui, cái sự hạnh phúc thật sự, và đang xa lìa những cái khổ đau, đang xa lìa những cái đời sống vô thường giả tạm này, để mình đạt đến cái chân thường bất tử. Thì cũng với cái sự thực hành thiền, nó mỗi ngày mình sẽ cảm thấy cái sự tự tại của mình nó trở nên cao hơn, cái sự tham ái, cái sự sân hận càng ngày nó sẽ càng yếu đi. Bởi vì trong cái lúc mà mình chú tâm trên một cái pháp thiền thì cái lúc đấy nó có cái tâm vô tham, nó có cái tâm vô sân, nó mạnh dần lên. Khi mà mình chỉ cần chú tâm trên hơi thở thôi thì những cái tâm vô tham càng ngày nó càng chế ngự, nó càng diệt trừ những cái tâm tham đối với lại những cái trần cảnh. Những cái tâm vô sân nó mạnh lên thì nó sẽ làm suy yếu, nó làm cho cái tâm sân hận nó càng ngày nó càng yếu đi. Vậy cho nên là khi mà mình thực hành thiền tốt rồi, mình sẽ thấy rằng là cái tâm của mình khi mà đối diện với những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, nó không bị dao động, nó không bị dính mắc. Đôi khi có mình gặp những cái chuyện trái ý nghịch lòng nó cũng thản nhiên rồi. Đôi khi mình gặp những cái chuyện khả ái hấp dẫn nó cũng thản nhiên rồi. Còn cái người nào mà không tu tập thì mình thấy một cái cảnh gì đó khả ái là mình sẽ bị tán tâm loạn ý, là mình sẽ khởi lên cái tâm ao khao khát, ước ao để mình có được cái cảnh đẹp đấy, có được cái cảnh khả ái đấy. Và mình không làm chủ được cái tâm của mình, nên mình cũng không làm chủ được cái lời nói và hành động của mình. Vì vậy cho nên là những cái người đấy, mình sẽ nói ra những cái lời nói rất là ô nhiễm, bất tịnh, bất thiện, và sẽ có những cái hành động rất là lăng xăng bất thiện. Cũng vậy, mình không làm chủ được cái tâm sân của mình thì mình sẽ nói ra những cái lời nói chứa đầy những cái sân hận, những cái ác ý, hay là những cái hành động nó cũng chứa đầy những cái tội lỗi, những cái điều bất thiện nó đi kèm theo. Còn do cái tâm vô tham nó yếu đi, cái tâm vô sân nó yếu đi, thì cái tâm tham, tham vô sân nó mạnh lên, cái tâm tham và tâm sân nó yếu đi, thì nó cũng sẽ bộc lộ ra, nó cũng bộc phát ra từ những cái lời nói, những cái hành động, nó không còn những cái sự ô nhiễm, sự bất thiện nữa, mà nó sẽ có những cái lời nói, những cái hành động nó cũng trở nên thay đổi hơn, nó cũng hướng thiện nhiều hơn. Bởi vì là cái người mà cái sự thực hành thiền ấy, nó sẽ tăng trưởng cái tâm mà mình hổ thẹn tội lỗi, mình ghê sợ tội lỗi. Ví dụ như là trong cái lúc mình thực hành thiền đấy, một cái tâm tham dục nó khởi lên, mình cảm thấy hổ thẹn với nó, mình sẽ tìm cái cách đối trị với nó, dứt bỏ nó, đoạn trừ nó đi. Vì mình để cho lúc đấy mình nhận ra rằng những cái tâm tham này là cấu uế, là ô nhiễm, là bất thiện, là chướng ngại pháp, cần phải dứt bỏ nó đi. Khi một cái tâm sân hận tật đố, ganh tị thù hiềm gì đó nó khởi lên, thì lúc đấy mình cũng sẽ tự nhận ra rằng là cái tâm này là ô nhiễm, là bất thiện, đáng xấu hổ, đáng ghê sợ. Thì lúc đấy cái tâm tàng quý, tức là biết hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, nó sẽ tăng trưởng lên. Nó chính cái tâm đấy nó làm ngăn ngừa cho cái người đấy không khởi lên những cái tâm bất thiện. Khi tâm bất thiện không khởi lên thì không thể nói ra những cái lời nói bất thiện, không thể phát ra những cái hành động bất thiện được. Đấy là bởi vì nếu như một cái người không thực hành thiền, người ta cũng có thể ngăn ngừa được những cái nỗi lầm ở nơi thân, ở nơi lời nói, nhưng người ta có thể không nhìn sâu vào nội tâm để mà ngăn ngừa cả những cái tâm bất thiện đó. Còn cái sự thực hành thiền thì nó sẽ ngăn ngừa ngay từ ở trong nội tâm. Những cái tâm bất thiện khởi lên, nó đã thấy cảm thấy ghê sợ rồi nên nó dứt bỏ nó, nó cảm thấy xấu hổ rồi cho nên nó không để cho những cái tâm bất thiện đó có cơ hội được an trú, mà cứ khởi lên một cái là nó lại diệt đi, khởi lên một cái là nó lại diệt đi.
thì cứ diệt đi như thế thì dần dần nó sẽ phải chết đi mà thôi. Giống như là một cái cây tre mà mỗi một khi nó cứ mọc lên khỏi mặt đất, mình lại rứt nó đi, hay một cái cây cỏ nó cứ mọc lên rồi mình lại rứt nó đi, rồi dần dần nó thối xuống đến tận gốc rễ, nó cũng phải chết dần dần. Như vậy những cái tâm tham sân si cứ mỗi một khi nó khởi lên, trong cái lúc mình thực hành thiền, mình nhìn ngược lại trong nội tâm mình thấy những cái tâm đấy nó khởi lên, mình không hài lòng với nó, không hoan hỉ, không chấp nhận nó, mình tiêu diệt nó, mình diệt trừ nó, thì dần dần nó phải chết đi, dần dần nó phải yếu đi, nó phải suy tàn đi. Đấy là cái công năng của cái sự thực hành thiền, là nó sẽ đưa lại những cái tâm như thế. Và cái sự tại sao mà mình lại phát triển cái tâm hổ thẹn tội lỗi ghê sợ tự nơi, bởi vì là những cái niềm tin của mình tin rằng là những cái tâm bất thiện nó sẽ để lại những cái nghiệp bất thiện và sẽ để lại cái quả báo khổ đau ở trong tương lai. Mình tin rằng là những cái tâm thanh tịnh, những cái tâm cao thượng nó sẽ để lại những cái nghiệp cao thượng và nó sẽ đưa đến cái sự an vui hạnh phúc cao thượng trong tương lai. Vì vậy nên là cái sự tu tập đấy nó cũng phát triển cái niềm tin. Một cái người mà có sự thực hành thiền mỗi ngày, cái niềm tin của mình tin rằng nó cái nghiệp quả, cái sự nhân quả, cái tất cả những cái con đường tu tập này sẽ đưa đến giải thoát khỏi cái khổ đau. Đấy là nó sẽ tăng trưởng, cái niềm tin càng ngày nó càng tăng trưởng lớn lên. Vì người đó có cái sự tinh tấn thực hành thiền, người đó có cái sự quyết định thực hành thiền. Và đó cũng là tất cả những cái điều đó đều là những cái sự lợi lạc, đều là những cái sự lợi ích của sự thực hành thiền đấy nữa. Thì mỗi ngày những cái đức tánh đấy của mình nó càng lớn lên. Ví dụ như là một cái người đấy mình thực hành thiền, mình sẽ không có cơ hội để làm những việc bất thiện. Người mà không thực hành thiền ấy, thì cái tâm nó rất là năng xăng. Cái người đấy cái tâm nó phóng dật, vì cái tâm nó phóng dật cho nên nó tạo ra những cái thói quen phóng dật từ nhỏ, rồi dần dần nó lớn dần lên. Nếu như là cái vị đó hay nói những cái chuyện phù phiếm lâu ngày, nó thành cái thói quen và luôn luôn phải nói những cái chuyện phù phiếm, rồi đến khi mình nói những cái chuyện thô tục lâu ngày nó thành cái thói quen, nó luôn luôn muốn nói những cái chuyện thô tục. Và mình làm những cái việc bất thiện như là chơi bời hay là say sưa, say xỉn, nghiện ngập một cái gì đó, lâu ngày nó thói quen và nó thành ra cái tâm thích chạy theo những cái hấp dẫn và những cái mà mình đang say sưa hưởng thụ những cái dục lạc mà bất chấp những cái điều tội lỗi. Khi mà một cái người chạy theo hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian thì cái người đấy sẽ sẵn sàng làm cả những việc tội lỗi mà không từ bỏ cái việc gì. Đấy là cái sự không tu tập thì nó sẽ dẫn đến như vậy. Còn cái sự tu tập thì càng ngày nó sẽ càng nhàm chán những cái niềm vui ở thế gian, và nó lại ưa thích những cái niềm vui ở trong tâm, cái sự an tịnh ở trong nội tâm. Thì cái người đấy sẽ có những cái giới hạnh nó tự nhiên, nó được hoàn hảo, mà mình không cần phải cố gắng, gắng sức. Thì cái giới đức của người đó cứ mỗi ngày nó một lớn dần lên, và cái người đó sẽ luôn luôn thấy ghê sợ khi dù là những cái nỗi lầm nhỏ nhặt nhất, vì đó cũng cảm thấy ghê sợ, nên là vì đó sẽ luôn luôn sống ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, sống ở cái môi trường thanh tịnh, tránh xa những cái môi trường ô nhiễm ồn ào. Thì cái sự thực hành thiền đấy nó sẽ làm cho cái vị đấy luôn luôn có cái sự tinh tấn cố gắng, tức là cố gắng về thân, cố gắng về tâm, rèn luyện cho nó trở thành một cái đức tính, nó trở nên kiên cường, mạnh mẽ. Thì cái người nào mà mình có được cái đức tính cố gắng đấy thì cái nó trở thành một cái bản tính của mình, nó trở thành một cái đức tính của mình. Dù đời này mình chưa chứng được ngộ được Niết Bàn thì những cái đức tính đấy nó sẽ vẫn đi theo mình trong những cái đời kiếp về sau. Thế cho nên là ở trên đời này mình sẽ thấy có những cái người, người ta sống không có một cái sức lực gì, không có cái nghị lực gì, không có cái ước muốn cao thượng gì, họ không cố gắng để làm những cái việc đáng làm. Còn có những cái người thì người ta có những cái nghị lực, người ta có cái sự siêng năng, nhiệt tình.
khi mà người ta có cái đức tính đấy thì người ta làm cái việc gì nó cũng dễ dàng, nhẹ nhàng, và người ta đều thành công, thành đạt được những cái điều mà người ta đang mong muốn thực hành. Thế thì cái sự tu tập đấy nó cũng sẽ tạo cho người ta có được cái đức tính về kham nhẫn. Tức là trong cái lúc thực hành thiền mình phải kham nhẫn lại những cái sự đói khát, nóng lạnh, những cái sự quấy nhiễu của ruồi muỗi rồi mọi cái thứ khác. Bởi vì là ví dụ như là ở nhà một cái người mà không tu tập thì người ta sẽ ăn phi thời, người ta sẽ ăn ban ngày, ăn ban đêm, ăn nhiều giờ, bụng lúc nào cũng no căng, rồi là người ta ngủ nghe thoải mái. Nhưng mà khi mà đi tu tập thì mình phải chế ngự rất là nhiều, trong đó chế ngự cả cái ăn, cả cái ngủ, cả cái ở, nó đều không được thoải mái. Nhưng đó lại là cái để rèn luyện nên cái đức tính kham nhẫn. Cái người nào mình có kham nhẫn lại được cái điều đó thì nó mới rồi lâu ngày nó thành một cái thói quen. Khi mà mình gặp một cái nghịch cảnh gì, mình sẽ vượt qua được mà không khó khăn. Ví dụ như chẳng may mình sẽ sinh vào một cái thời nào đó gặp cái nạn đói thì sao? Bị những cái thiên tai, mất mùa, nhiều ngày không có thực phẩm, không có thức ăn. Nếu những cái người nào mà có cái sự kham nhẫn được cả đói khát thì cái người đấy sẽ vượt qua được cái nạn đói, sống sót qua được. Còn cái người nào mà không có cái sự kham nhẫn thì người đó sẽ chết rất là sớm. Vì vậy nên là mình phải kham nhẫn cả cái đói. Lúc nào mình có gặp cái hoàn cảnh thiếu về thức ăn, mình sẽ không sợ hãi, mình có thể sống được. Mình đi đến đâu mình cũng không no nắng, đi đến cái nơi này có thức ăn phù hợp với mình không, có những cái thức ăn ngon không. Nếu ở cái nơi nào mình nghe nói là không có thức ăn ngon, mình sẽ không dám đến. Ở cái nơi nào mình nghĩ rằng đến đây mình sẽ được ăn những cái món ngon, có nhiều thịt cá này, ăn no nê nhiều bữa hàng ngày, thì mình sẽ tìm đến. Đó là như thế, là mình không phải là người quân tử, mà quân tử thì cầu đạo bất cầu thực. Vì vậy cho nên là mình sẽ sẵn sàng ở cái nơi nào có những cái đạo, mình sẽ tìm đến đấy, dù ở cái nơi đấy có đói khát, mình cũng không quản ngại cái điều đó. Thế thì đấy cũng là một cái tính để cho mình kham nhẫn lại đói khát, kham nhẫn lại nóng lạnh. Tức là đôi khi trong cái lúc mình tu tập, mình ngồi thiền, vào cái mùa hè thì nó rất là nóng bức, mồ hôi sẽ ra tầm tã nhã nhượn khắp toàn thân mình, và mình sẽ kham nhẫn lại cái điều đó. Hay là trời lạnh và làm cho mình thấu xương, mình cũng sẵn sàng kham nhẫn lại cái điều đó. Như thời Đức Phật thì làm gì có điều hòa, làm gì có những cái giảng đường kiên cố, mà Đức Phật thường xuyên khuyên những cái đệ tử của Đức Phật là hãy đi đến gốc cây, hãy đi đến một khu rừng, hãy đi đến một cái ngôi nhà trống, hãy đi đến một cái chân đống rơm, hãy đi đến một cái nơi cánh đồng, hãy đi đến một cái nơi nghĩa địa, hãy đến những cái nơi đấy và hãy chánh niệm tỉnh giác, hãy kiết già nương thẳng, hãy để tâm mà thực hành cái pháp thiền. Nếu làm được như vậy thì sẽ không bị hối hận trong ngày vị lai. Nếu như người nào có những cái đức tính như vậy, để cái thời gian như vậy mà tu tập, thì mình sẽ không uổng phí cái kiếp sống mình đã sinh ra làm người này. Mình sẽ không bao giờ hối hận rằng là ồ, cái thời đấy mình sinh ra có cái môi trường tu tập mà mình không tu tập, mình có cái thân người mà mình không chịu tu tập, để bây giờ mình tái sinh làm súc sinh, tái sinh làm ngã quỷ, tái sinh xuống địa ngục. Lúc đấy mình mới nhớ lại cái lúc đấy, cái kiếp đó mình làm người mà mình không tu tập, để bây giờ mình đọa vào địa ngục thế này, mình đọa làm ngã quỷ đói khát thế này, mình đọa làm những cái loài súc sinh như thế này, và bây giờ không thể tu tập được. Có những cái chúng sinh có thể tu tập được, có chúng sinh không thể tu tập được. Đó là những chúng sinh ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna thì không thể tu tập được thiền. Dù cho Đức Phật có xuất hiện, có giảng giáo pháp, thì những chúng sinh đấy cũng không hiểu được giáo pháp, không thực hành được giáo pháp. Còn những chúng sinh có thể hiểu và thực hành được giáo pháp là chúng sinh sinh ra ở cõi người này, ở cõi chư thiên, cõi phạm thiên. Vì vậy nên là may mắn mình được sinh ra ở cái kiếp người này, mình có cái thân người này mà mình không tu tập thì mình sẽ bỏ lỡ mất cái cơ hội. Vì cái kiếp người, cái tuổi thọ rất là ngắn ngủi, nhưng mà cái cơ hội để mình tu tập, để mình tạo phước hay là để mình tu tâm
thì nó sẽ dễ dàng mà mình tạo ra được công đức phước này. Và nếu như mà cái người nào mà biết tu tập thì mình sẽ rất dễ dàng tạo ra những cái ba la mật, tạo ra những cái phước này. Vì trong cái sự thực hành thiền nó phong phú và hoàn hảo những cái ba la mật để đi đến Niết Bàn. Nhất nếu như mình có một cái ước nguyện là giải thoát khổ đau sinh tử, thì cái sự thực hành thiền là cái con đường ngắn nhất để đi đến cái sự giải thoát đó. Bởi vì nó có đầy đủ các ba la mật để đi đến Niết Bàn, có giữ giới ba la mật, có cái tinh tấn ba la mật, có cái kham nhẫn ba la mật, có cái chân thật ba la mật, có quyết định ba la mật. Trong lúc hành thiền mình có những cái tử tâm, có cái xả tâm, có cái xuất gia ba la mật. Hay là từ cái sự thực hành thiền đấy mình có thể hướng dẫn cho người khác thực hành thiền, hay từ sự thực hành thiền đấy mình ngộ ra những cái chân lý và mình thuyết giảng những cái giáo pháp cho người khác, đó thì mình cũng là bố thí pháp thí ba la mật. Thì vậy cho nên là sự thực hành thiền nó sẽ viên mãn các ba la mật nhanh nhất, và nó cũng là cái con đường nhanh nhất để đi đến Niết Bàn. Nó cũng là cái con đường cần thiết phải thực hành để có thể đi được đến Niết Bàn, để có thể chấm dứt được khổ đau. Vậy thì sự thực hành thiền nó sẽ có lợi ích cả ở hiện tại, cả ngay ở trong cái kiếp sống hiện tại này. Pháp này rất là thiết thực hiện tại, vượt thời gian. Pháp này là cái pháp mà đến để mà thực hành, cái pháp này sẽ đến để mà chứng ngộ, cái pháp của những cái bậc thượng tri thức, cái bậc thiện tri thức mới có thể thực hành được. Vậy thì luôn luôn suy tưởng nhớ đến những cái lợi ích của những cái pháp thực hành thiền, nó mang lại lợi ích ở trong hiện tại. Và những cái pháp này khi mình chết rồi nó sẽ đi theo mình cho đến ngày mình chứng đến, cho đến cái ngày mình diệt tận khổ đau thôi, không bao giờ nó mất. Những cái công đức mình đang, cái công phu mình bỏ ra thực hành này thì nó mới là cái tài sản của mình thật sự. Khi chết mình sẽ không thể mang theo tài sản mà mình đang tích lũy kia đâu. Nó cũng không, mình không thể mang theo được những người thân, những cái bạn bè, những cái tình cảm yêu ghét ở trên đời đều để lại hết. Nhưng mà những cái pháp mà mình đang tu tập mà thực hành thiền này thì sẽ đi theo mình từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang đến kiếp khác, cho đến khi nào mình chứng đắc được Niết Bàn, giải thoát khổ đau thì thôi. Đấy là đây, vậy là cái con đường để đi đến Niết Bàn, chính là những cái pháp thực hành thiền là như vậy. Thì do mình có tác ý đến cái lợi ích thực hành thiền thì mình sẽ hoan hỉ, mình sẽ thấy nó, cái sự thực hành thiền nó có ý nghĩa, và mình mới cố gắng tinh tấn và mình sẽ đạt được những cái kết quả của cái sự thực hành thiền mang đến. Đấy là cái nội dung của cái bài pháp mà lợi ích của thực hành thiền. Bây giờ có ai có câu hỏi gì thì sư sẽ trả lời. Con kính bạch sư, con xin đọc các câu hỏi của một thính giả. Câu hỏi thứ nhất: trong kinh Phước Lành có ghi phụng dưỡng mẹ và cha, chăm sóc vợ và con là phước lành cao thượng. Vậy với những người còn có cha mẹ già và vợ con ở nhà nhưng lại xuất gia, những người vợ chồng không làm tròn trách nhiệm với con cái và vợ chồng không ăn? Cái pháp này Đức Phật dạy cái câu mà phụng dưỡng mẹ và cha, nuôi dưỡng vợ và con là dạy cho những người Phật tử tại gia. Ví dụ như là cái người đấy không phải là người xuất gia mà là cái người đấy đang sống ở tại gia, mà cái người đấy sống vô trách nhiệm, có mẹ cha mà mình không nuôi dưỡng mẹ cha, mà mình chỉ có lo cho bản thân mình, thì cái người đấy là không có đạo đức. Hoặc là người đấy có vợ con mà không có chăm sóc vợ con, nuôi dưỡng vợ con, mà vị đó cũng chỉ lo cho bản thân mình. Mà thực ra ở trên đời có những người như vậy, nhất là những người mà say sưa nghiện rượu, nghiện ma túy trước ấy, thì cái người đấy sẽ không có chăm sóc được cho cha mẹ vợ con. Hay là những người ham chơi, những cái người sống phóng túng phóng dật, những cái người đấy người ta không chăm sóc cha mẹ vợ con thì những người đấy là đáng chê trách. Còn những cái người Phật tử mình ở tại gia, mình phải có bổn phận trách nhiệm đối với cha mẹ vợ con, thì đó là những cái người đó cũng là tạo ra công đức phước này, chứ không phải là không. Nhưng đó là ở một cái pháp thế gian dạy cho người thế gian,
Còn nếu như cái người đó là một cái người từ bỏ cha mẹ, từ bỏ vợ con để đi xuất gia, thì cái người đấy cũng không có nghĩa rằng vị đó sẽ rơi vào bất hiếu hay là có lỗi với cha mẹ vợ con. Thì nếu như cái người đấy là cái người đi xuất gia mà cha mẹ vẫn tự lo được cho mình, ví dụ người đi xuất gia nó còn tùy trường hợp nhé, vì đó đi xuất gia trong trường hợp cha mẹ tự lo được hoặc có những cái người khác lo được cho cha mẹ thì vị đó vẫn đi xuất gia. Còn đôi khi có những cái trường hợp có những vị tỳ kheo đi xuất gia rồi, một thời lúc đầu thì cha mẹ còn khỏe mạnh, còn tự lo được, nhưng sau đó cha mẹ già đau ốm yếu không lo được, thì người xuất gia đó vẫn có thể đi khất thực và nhường một cái phần thức ăn của mình để nuôi cha mẹ nhá, cũng không có nỗi lầm gì. Cái điều này cũng đã từng có khi mà Đức Phật còn tại thế, vậy có vị tỳ kheo lúc cha mẹ còn khỏe vị đi xuất gia, mà một thời gian sau cha mẹ già ốm rồi không ai chăm sóc, phải đi ăn xin lay lắt ở ngoài đường, thì vị đó rất là thương tình, nhưng mà con đường tu cũng không muốn bỏ, mà đường đời thì cũng không thể để cho cha mẹ có thể đói khát ở ngoài đời, cho nên là vị đấy hàng ngày đi khất thực hai lần, một lần là về để cho cha mẹ, một lần về cho bản thân mình. Thì những người khác nhìn thấy thế thì lúc đầu là chỉ trích, chỉ bán là vị này làm không đúng pháp. Và cái tin đấy đến với Đức Phật thì Đức Phật nói rằng hãy đừng chê trách vị tỳ kheo ấy, các bậc hiền trí phải chăm sóc cha mẹ, dù vị đó đi xuất gia, vị đó chăm sóc cha mẹ không nỗi lầm gì, nhưng bởi vì đó là rơi vào cái tình cảnh vì đó không có ai chăm sóc cha mẹ. Vậy thì ngay cả người xuất gia vẫn chăm sóc được cha mẹ trong trường hợp như thế nhá, vậy thì đó đi xuất gia không nỗi lầm. Mà không những như thế, đi xuất gia vị đấy còn độ được cha mẹ thoát khổ đau, tế độ được cha mẹ đi đến niết bàn như Đức Phật này, tế độ được cha mẹ lên đến tận cung trời thuyết pháp về độ mẫu thân này, về hoàng cung thuyết pháp độ phụ thân đó, tất cả thân quyến ấy, đều được chứng ngộ niết bàn đó. Thì nó là rồi là người vợ cũ là Yajudana, người con là Rahuna, cuối cùng đều chứng quả A La Hán hết. Thì đấy còn đi xuất gia vẫn mang lại cái hạnh phúc, mang lại cái lợi ích tối thượng cho cả vợ con, cho cả cha mẹ, chứ đâu có phải đi xuất gia là nỗi lầm gì đâu. Chỉ người đi xuất gia mà người đó không tu tập đàng hoàng thì cái người đấy mới có nỗi lầm với mình và với người thân. Còn đi xuất gia mà vị đó tu tập mà có tốt, chứng đắc được đạo quả, thì vị đó cũng sẽ độ được cho cả cha mẹ vợ con chứng đắc đạo quả chứ. Còn nếu như người đó là ở tại gia thì phải chăm sóc bằng cái đời sống vật chất tinh thần của cái đời sống tại gia đó. Còn đi xuất gia thì có cái cách chăm sóc và phổ độ theo cái cách của người xuất gia. Cho nên hai con đường đấy đều được, không có nỗi lầm gì nhá. Thưa sư, con xin hỏi câu hỏi tiếp theo. Đức Phật dạy có rất nhiều phép tu để đem đến giải thoát các khổ. Vậy làm sao để những hàng đệ tử như chúng con biết mình phù hợp với phép tu tập nào để dốc lòng nhất tâm hành trì theo pháp tu đó? Thì nó Đức Phật dạy rất là nhiều pháp, thì bây giờ nếu như mình học được rất là nhiều pháp thì mình hãy thực hành những cái pháp đấy. Trăm con sông đều đổ về biển, giáo pháp của Đức Phật có 84,000 pháp nhưng đều có một vị, đó là vị giải thoát. Vậy thì cứ cái pháp nào đi đến giải thoát thì đó là cái pháp mình nên thực hành, còn cái pháp nào đi ngược lại con đường giải thoát thì nên tránh. Thế thôi, pháp nào mà chả đi đến giải thoát, thực hành thiền hay là giữ giới, rồi hành thiền 40 đề mục thiền, thì mình học đề mục thiền nào cũng được, cũng đều đem lại cái sự chấm dứt cái phiền não khổ đau. Nên là mình có duyên gặp cái pháp nào thì mình cứ thực hành cái pháp đó. Có nhân duyên mà hoặc là cái người nào mình có trí tuệ, mình sẽ tự nhận biết được cái pháp nào phù hợp với mình. Có những cái người ấy, thì mình phải đi tìm đến những cái bậc có trí tuệ khác để mình thân cận, sau đó mình học hỏi, rồi có thể những cái bậc thiện tri thức sẽ tự biết được mình phù hợp với pháp nào, thì các vị ấy sẽ dạy cho mình pháp đấy. Vậy thì mình có cái tâm học đạo và tâm thực hành đạo thì hoặc là tự mình sẽ tìm ra con đường, hoặc là mình sẽ thân cận một cái người nào đấy và người ta sẽ hướng dẫn cho mình một cái con đường phù hợp với mình.
Còn nếu mình cứ ngồi đấy mình không chịu đi học hỏi, không có chịu thực hành thì sẽ chẳng đi đến đâu được. Không còn là do mình quyết định đâu. Thưa sư, con xin hỏi câu hỏi tiếp theo. Con là người trường chay và con muốn người thân cũng ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi, giảm trừ oán hận. Vậy con nên phát nguyện như thế nào để người thân con được Phật gia hộ và cũng phát tâm ăn chay như con? Nhưng mà mình đến với đạo Phật chỉ quan tâm đến cái ăn của mình với cái ăn của những người xung quanh ấy, thì thực ra cái điều đó rất là thấp kém, hạ điệt, tầm thường, không có gì là cao thượng hết. Bởi vì trong suốt cái thời, trong cái giáo pháp của Đức Phật, kinh điển của Đức Phật, Đức Phật đâu có chú trọng về cái chuyện là đi theo cái pháp của ta phải ăn này ăn kia mới đúng đâu. Mà Đức Phật chỉ dạy đi theo cái con đường này là phải tu sửa cái tâm, giới định, thực hành giới định tuệ, điều đó mới quan trọng. Ăn chay ăn mặn thì đâu có quan trọng gì, nghĩa là mình không sát sinh hại bẩn là được. Ăn chay thì cũng tốt, nó cũng có tăng trưởng từ bi chứ không phải không, nhưng nó cũng có phù hợp với từng người chứ không phải ai cũng phù hợp. Có những người ăn chay được, có những người sẽ ăn chay nó sẽ sức khỏe nó kém và muốn thực làm những cái công việc nó cũng kém đi, thì những người đấy chẳng nên ăn chay. Có những người ăn chay thì có nhiều bệnh lại khỏi đi và sức khỏe lại tăng lên thì cái người nên ăn chay. Ăn chay thì nó chỉ là cái ăn để nó nuôi cái thân này thôi. Cũng như vậy, cha mẹ mình muốn ăn chay thì mình hiểu được cái lợi ích của cái việc ăn chay đấy thì mình khuyến khích. Mình cũng phải quan sát có phù hợp hay không. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là mình phải biết giữ giới, và mình khuyên cha mẹ giữ giới. Mình phải biết làm phước, mình khuyên cha mẹ làm phước. Mình phải biết học giáo pháp và khuyên cha mẹ cùng học giáo pháp, phải thực hành giáo pháp và khuyên những người thân thực hành giáo pháp. Thì trước tiên thì mình mà thực hành một cái gì đó nó đạt đến cái sự sung mãn cao, tức là mình đạt đến một cái trình độ rất là cao, thì mình mới có thể cảm hóa được người khác. Còn nếu như là mình còn nơ mơ nhá, mình không có độ được ai hết, giống như là một cái người ta muốn cứu những cái người đang chết đuối dưới nước, người ta phải tập bơi trở thành một cái người rất là giỏi thì người ta mới có thể xuống dưới nước để cứu được người đang bị đuối nước. Còn nếu như mà một cái người đấy mới tập có cái trình độ còn rất là thấp, cứu mình chưa nổi đã muốn cứu người thì cả hai cùng chết và không độ được. Vì thế nên là mình muốn hướng dẫn ai vào một cái pháp cao quý nên giống như mình, thì thứ nhất là mình cứ no mà thực hành cho mình nó đạt đến một cái cảnh giới rất là cao đã, rồi sau đó tự mình sẽ có được những cái trí tuệ, những cái thiện xảo để hướng dẫn người khác. Còn nếu mình chưa đạt được thì mình sẽ khó hướng dẫn người khác, thì mình phải dùng những cái thiện xảo khác. Tức là cái người nào mà muốn độ người khác, người đấy phải áp dụng được tứ nhiếp pháp một cách thiện xảo thì sẽ độ được. Như là mình muốn hướng cho người khác đi theo cái con đường đạo như mình thì cái cách đầu tiên Đức Phật dạy bố thí. Về mà bố thí rồi mình mới ví dụ như là mình phải bố thí pháp, ví dụ mình tổ chức một cái buổi pháp thoại, mình thỉnh các bậc pháp sư đến thuyết pháp, mời bố mẹ đến nghe, thì đấy cũng là một cách bố thí nhá. Bố thí ái ngữ, tức là mình muốn thuyết phục ai theo mình thì mình phải có cái lòng từ ái, mình có cái lời nói rất là từ ái, cái lời nói nó phải rất là ngọt như mật, thì mới có thể cảm hóa được người khác. Còn mình cứ nói gắt gỏng, mình nói những cái câu mà nó nghe nó rất là khó nghe ấy, thì phản cảm và sẽ không có ai chịu theo mình hết. Đấy nó gọi là ái ngữ, lợi hành, tức là mình phải biết hành động cái gì mà nó mang lại cái lợi ích cho cái người đó thì người ta mới theo. Đồng sự, tức là mình làm cái việc gì đó mình cùng, tức là mình phải cùng làm cái việc đó, tức là mình phải có cái khi mà mình làm cái gì đó thì mình phải rủ những người khác cùng làm với mình. Như là khi đi bố thí mình biết khuyến khích người khác cùng bố thí, khi nghe pháp, khi tu tập cũng vậy, khi làm gì mình cũng biết kết hợp, tức là mình có thể biết khuyến hóa người khác cùng làm cái việc đó với mình. Thì đấy là những cái cách mà mình có thể cảm hóa được những người khác.
đi theo về cái con đường đạo đó. Thưa sư, xin đọc tiếp các câu hỏi của hành giả Chí Tích. Dạ, con kính bạch sư, làm sao để tha thứ lỗi lầm của người khác ạ? Làm sao để tha thứ được lỗi lầm cho người khác thì cái này nó là do cái suy xét, tức là cái người đấy mình phải khởi lên một cái tâm suy xét. Có rất là nhiều cách để mình có thể buông bỏ và tha thứ lỗi lầm cho người khác. Mà thứ nhất, mình có thể suy xét về nhân quả. Ví dụ người khác có lỗi với mình, người đấy đã từng xúc phạm mình hay là từng làm hại mình, thì mình lại suy xét là có lẽ là do kiếp trước mình hay làm hại người khác, mình hay xúc phạm người khác, có thể mình đã xúc phạm người đó nên bây giờ bị quả báo người đó xúc phạm nặng, hoặc mình xúc phạm những người khác và bây giờ mình bị quả báo mình bị xúc phạm nặng. Đấy là suy xét về khía cạnh nhân quả do trí tuệ mình quán chiếu rồi, thì mình hãy từ bỏ nhân nào quả đấy, nên mình trả quả rồi thì nó sẽ hết đi. Thì đấy cũng là một cái cách mình từ bỏ. Cái thứ hai là mình suy xét rằng trong cái luân hồi sinh tử có cái, có thể là cái người đó có lỗi với mình, nhưng mà cũng có thể là người ta có những cái ân đức với mình, có thể người đó từng là cha mẹ anh chị em thân bằng ruột thịt của mình, thì mình hãy buông bỏ nó đi. Đấy cũng là một cách suy xét, hay là một cái cách suy xét về cái sự thanh tịnh của tâm, nghĩ rằng cái sự giận hờn oán ghét đó là cái sự ô nhiễm, nó sẽ khiến cho mình bị đọa vào các cái cõi cái ác thú khổ đau, cho nên là mình cảm thấy ghê sợ với những cái tâm bất thiện đó, cho nên hãy buông bỏ nó đi. Thì có rất nhiều những cái cách suy xét, nếu mà người nào mà có cái kiến thức trình độ Phật pháp là mình sẽ ấy được, sẽ suy xét như vậy là mình sẽ tha thứ và buông bỏ được. Con xin đọc câu hỏi của thầy là Định Minh. Kính thưa sư, làm sao để hóa giải bất hòa mâu thuẫn trong cuộc sống ạ? Hóa giải về bất hòa mâu thuẫn trong cuộc sống thì nó cũng giống như là cái người nào mà có cái từ tâm nó mạnh thì cái người đấy sẽ có được cái hài hòa lớn. Ví dụ như là cái người đấy mình có cái lòng từ đó, là mình luôn luôn ghi nhớ những cái điều tốt mà những cái người xung quanh mình, và mình luôn luôn buông bỏ quên đi những cái khuyết điểm, những cái điều xấu của người đấy, mình ít nghĩ đến điều xấu, mình nghĩ điều tốt nhiều hơn. Ở đấy cũng là một cái cách mà mình sẽ không có soi mói, không chỉ trích. Mình không soi mói, không chỉ trích, không có ác ý với người khác, tự nhiên người ta thấy quý mến mình. Ví dụ như là bây giờ cũng có, mình sẽ trong cuộc sống mình sẽ tự cảm nhận được không nào? Ví dụ như có những người mình gặp, mình nhìn cái khuôn mặt người ta, mình nghe những cái lời nói của người ta, mình thấy người này rất là phúc hậu, người này rất là hoan hỷ, rất là có cái đức hạnh, tự nhiên mình cảm thấy ngưỡng mộ, kính mến, yêu quý những người đó, thì mình sẽ không soi mói, không chỉ trích, không gây sự bất hòa với người đó. Đấy cũng là cái cách như vậy, thì mình cũng thế. Nếu như một cái người nào sống mà có những cái đức tính cao thượng nhiều, ví dụ như là cái người đấy hay làm việc bố thí, tự nhiên nó sẽ làm cho cái người đấy cũng trở nên khả ái. Hay là một cái người có cái từ tâm, nhưng mà không có cái gì mạnh bằng cái người đấy hay có cái lòng từ cao. Thì những người đấy phải thực hành cái pháp thiền tâm từ thì nó sẽ hóa giải nhanh nhất. Hoặc là thiền tâm bi, mình nghĩ đến nỗi đau khổ của mọi người và mọi chúng sinh. Thì lúc nào cái tình thương nó rất là mạnh. Cái tình thương nó mạnh thì nó sẽ lấn át những cái hiểm hận ác ý. Hay một cái người thực hành cái pháp thiền tâm hỷ, mình cảm thấy nó hoan hỷ với mọi người, với cái sự thành công của mọi người, nó diệt trừ những cái sự ghen tị. Thì cái người mà sống với nhau mà không ghen tị nhau, luôn luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau để cùng thành công, thì cái môi trường đấy sẽ rất là hài hòa. Còn những cái môi trường nào mà có những cái người ganh tị và hay có cái tâm đố kỵ sống ở trong đấy, người ta cứ thấy người khác thành công là người ta muốn tìm cách là phá cái sự thành công của người đấy bằng cái cách là công kích, là chia rẽ, nói những cái điều xấu ác ý ở sau lưng. Đấy thì cái môi trường đấy mà có những cái người như vậy thì nó sẽ sinh ra bất hòa. Còn nếu như mà mọi người mà
có cái thực hành được cái pháp thiền tâm hỷ, mình hoan hỷ với sự thành tựu của mọi người khác, hoặc là những người mà có cái tâm xả. Cái tâm xả đó là hay quán chiếu về nghiệp và quả của nghiệp, thấy mỗi người là nghiệp và quả của nghiệp, họ làm tốt thì họ được phước lành, họ mà làm việc xấu thì họ chịu quả báo khổ đau. Mỗi người theo nghiệp của mình, không có để cái tâm vào cái chuyện yêu ghét hơn thua, gây sự với người khác. Thì cái người mà có thực hành cái pháp thiền tứ vô lượng tâm nhé, từ bi hỷ xả, thì cái người đấy là sẽ có cái hài hòa cao nhất, mà không có cái gì để có thể sánh bằng được. Vậy thì hãy thực hành thiền tâm từ bi hỷ xả. Thưa sư, con xin đọc câu hỏi, đọc các câu hỏi của hành giả Thanh Thiền. Dạ, kính thưa sư, con đang thực hành thiền hơi thở, con chỉ mới thực hành thôi ạ. Nhưng con gặp phải trở ngại như sau, kính xin sư từ bi hướng dẫn cho con ạ. Câu hỏi thứ nhất, con nhận thấy khi để dâu thì việc nhận biết hơi thở rất dễ dàng, nhưng khi con đã cạo râu thì con thấy rất khó nhận biết hơi thở, vì thế định tâm của con bị mất đi. Xin sư cho con lời khuyên chỗ này ạ. Thực ra thì cái này nó chỉ là một cái suy nghĩ do mình, do cái mình tưởng ra vậy thôi, chứ việc hành thiền nó không liên quan gì đến râu ria ha. Vì hơi thở chắc nó đi vào nó đi ra, chắc là nó có cái râu ở trước cửa mũi này nó chạm chạm vào xong rồi thì nó để ý vào cái sự cái gió nó động động ở cái râu ấy. Thực ra cái sự nhận biết vậy nó đã sai rồi. Nếu như mà một cái người mà mình mà để ý vào cái gió nó chạm vào cái râu ở trước mũi ấy, thì nó không phải là hơi thở mà nó là mình đang thực hành cái thiền kasina gió, thì là gió chứ không phải là thiền hơi thở nữa. Thế nên là ngay cái sự thực hành như vậy đã sai rồi nhé. Vậy thì cái vị đấy nên cạo râu đi, cạo râu đi. Cho nên là Đức Phật mới dạy là cái người muốn tu tập thì đầu tiên phải cạo bỏ hết râu tóc, cạo bỏ râu tóc mới đúng. Vậy thì phải thực hành trong cái trạng thái mà cạo râu mới là đúng nhé. Còn cái vị đó nhận biết hơi thở bằng cái sự động chạm vào cái râu là sai. Đấy là phong đạn, đấy là gió, chứ không phải là hơi thở. Vậy thì phải cạo, luôn luôn phải cạo râu nếu vị đó muốn tu tập tốt. Và vị đó phải chú tâm vào hơi thở nó vi tế hơn, nó thâm sâu hơn, nó khó nhận biết hơn là cái tính gió đấy. Vậy thì cái lúc mà vị đó để râu là cạnh hành sai nhá. Và bây giờ cái lúc cạo râu đi mới là hành đúng. Vậy hãy liên tục cạo râu, đừng có để cho mọc râu lên ha. Câu hỏi thứ hai, con nhận thấy con nhận biết hơi thở vào ra ở mũi bên phải rất dễ dàng hơn so với mũi bên trái. Có vẻ như con không thuận bên trái. Điều này có đúng không ạ? Con nên làm sao ạ? Cái này là sai nhá. Cái này là do bị thực hành, bị chăm chú quá. Thực ra thì khi mà mình ngồi mình nhận biết hơi thở, cái ý thức của mình nó sinh ra từ cái sắc trái tim, thì nó hướng lên, vì cái trái tim nó ở bên trái mà, thì nó hướng lên mạnh quá do cái người đó chăm chú quá, cho nên là cái vị đó, cái phần bên trái nó bị căng thẳng, cho nên là mình không thấy cái bên trái rõ và thấy bên phải rõ. Thì thực ra trong cái lúc đấy là vị đó đang bị chăm chú thái quá, tinh tấn thái quá, chú tâm mạnh quá và bị tán tâm nhiều hơn là định tâm. Cái tâm nó tán loạn nhiều hơn. Và nếu mà thấy cái hiện tượng đấy thì để tâm nhẹ hơn một chút nữa. Nếu mà để tâm nó nhẹ, nó không cần biết là đang bên phải hay bên trái, nó chỉ cần biết là có hơi thở nó đang vào ở trước cửa mũi thôi. Mà mình còn quan sát, mình còn biết nó bên phải bên trái là cái sự quan sát nó quá rõ, quá kỹ. Và cái kỹ quan sát rõ như vậy thì tuệ nó mạnh nhưng mà định nó yếu, và cũng không cần thiết phải như vậy. Nên để cái sự quan sát nó nhẹ nhàng hơn nữa thì cái sự tiến bộ nó mới tốt hơn. Còn nếu cứ quan sát như vậy thì càng ngày nó sẽ càng kém đi chứ không tốt. Hành thiền mà chăm chú mạnh quá nó không tốt, và để nhẹ hơn, tự nhiên hơn. Là câu hỏi thứ ba, khi hành thiền mình nhắm mắt lại nên tâm con tưởng nhiều lắm ạ. Nghĩa là đôi lúc con nhận thấy hơi thở di chuyển theo nhiều hướng khác nhau, lúc thì hướng xéo từ ngoài vào trong lỗ mũi, lúc thì hướng thẳng đứng. Như vậy có bị làm sao không ạ? Xin sư cho con lời khuyên ạ. Như vậy nó cũng là cái người đấy có cái suy luận phân tích và cái tuệ nó cũng mạnh,
cái chăm chú cũng bị thái quá. Đại đa số mọi người mới hành thiền đều bị rơi vào cái trạng thái đấy, đó là chăm chú quá mức cần thiết, suy xét và phân tích quá nhiều cái khía cạnh không cần thiết. Thế nên là để tâm nó nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, giảm bớt cái chăm chú đi tí nữa, ngồi nó thản nhiên hơn, bình thường hơn, thì nó sẽ tốt hơn là quan sát quá là chi tiết như vậy. Chỉ cần biết hơi thở vào ra một cách bình thường thôi thì sẽ tốt hơn nhá. Là câu hỏi thứ tư, khi hành thiền hơi thở con bị như thế này à? Giống như hơi thở ra vào lỗ mũi đã làm da ở mép trong lỗ mũi ngày càng khô, nên con cảm thấy da ở chỗ đó đề cứng và khó nhận biết hơi thở qua chỗ đó, và rất dễ rơi vào nhận biết cảm giác đề cứng thay vì là hơi thở. Vì lúc này con khó nhận biết hơi thở là con phải làm sao? Hiện tượng đấy cũng là bị chăm chú quá, căng thẳng quá và chú trọng vào điểm xúc chạm nhiều quá. Cái người đấy cũng phải giảm bớt cái chăm chú đi, giảm bớt quan sát đi và để ý vào điểm xúc chạm ít thôi. Ví dụ bắt đầu ngồi mình nhắm mắt lại, mình hướng tâm lên điểm xúc chạm để mình thấy cái hơi thở vào ra. Khi thấy hơi thở vào ra rồi, mình để ý vào cái hơi thở vào ra đấy chứ không để ý đến điểm xúc chạm nữa. Vì cái người, mình cứ giữ tâm ở điểm xúc chạm, lại giữ tâm quá mức cần thiết, lại giữ tâm quá căng, quá mạnh, cho nên nó mới có hiện tượng đấy. Nên là vậy thì cái hiện tượng đấy cũng thế, cũng phải giảm bớt cái chăm chú đi và đưa cái tâm vào hơi thở để cái tâm nhẹ nhàng hơn, và tức là có cái hơi nơ nà đi một tí, chứ đừng quan sát rõ quá như thế. Cũng thì tất cả mấy cái câu hỏi đấy nó đều giống nhau, ở những cái người đang thực hành đều có cái hiện tượng đó là chăm chú quan sát quá căng thẳng, quá là chi tiết, quá là rõ ràng, và những cái sự thực hành như vậy là lại không tốt, nên thản nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn, nó tự nhiên hơn một chút nữa, hơi nơ là đi một tí, nhưng mà không được chăm chú liên tục thái quá, cũng không được để cho tâm nó nơ là thái quá. Vậy cho nên là hơi hơi chăm chú lên một tí, cũng phải hơi hơi nơ nà đi một tí để cho nó có cái sự thoải mái nhất thì nó phải tốt hơn. Con xin đọc một lần hết các câu hỏi của hành giả này. Còn hai câu hỏi nữa. Câu hỏi thứ 5, hành thiền hơi thở, mình chú ý hơi thở hay chú ý cảm giác xúc chạm nóng lạnh thô cứng của hơi thở à? Câu hỏi thứ 6, hành thiền hơi thở, mình có được tưởng luồng hơi thở đi vào, luồng hơi thở đi ra cùng lúc với khi có hơi thở đi vào, hơi thở đi ra không ạ? Con nghĩ rằng khi nhận biết toàn thân hơi thở đầu giữa cuối thì hành giả sẽ tưởng hình dáng của một hơi thở lúc hơi thở đi vào và đi ra, thì lúc đó hành giả mới phân biệt được đâu là đầu, đâu là giữa, đâu là cuối ạ? Không, tất cả những cái sự hiểu như vậy đều không đúng. Như là nhận biết hơi thở, không chỉ biết cái đặc tính đi vào đi ra của hơi thở thôi, chứ không được để ý đến cái nóng lạnh, đến cái cứng, thô, nặng, mềm, những cái đặc tính khác của hơi thở là phải bỏ qua hết. Không được đưa tâm để nhận biết những cái đặc tính trạng thái đó, phải bỏ qua nó đi, chứ không được chú tâm vào những cái trạng thái khác. Thì chú tâm vào nó sẽ lạc sang cái tính tứ đại của hơi thở, nó sẽ sai ngay. Và khi mà một người mà quan sát toàn thân hơi thở thì có nghĩa là cái vị đấy quan sát toàn thân của hơi thở đó, biết cái hơi thở đó từ cái thời điểm bắt đầu đi vào đến cái thời điểm nó đang đi vào, nó kết thúc đi vào, đoạn là thời điểm đầu, điểm giữa, điểm cuối đều mình biết về thời gian chứ không phải là về cái không gian. Nếu như mình tưởng tượng ra một cái luồng hơi thở thì giống như là mình đang tưởng tượng đến một cái không gian là sai. Hơi thở nó không có hình dáng, mình tưởng tượng ra hình dáng đấy là mình bị sinh ra ảo tưởng, không đúng. Nó không đúng với cái đặc tính của hơi thở. Đặc tính của hơi thở ấy, nó chỉ là cái làn gió đi vào đi ra, và cái gió nó cũng, gió của hơi thở nó cũng giống như cái gió bình thường bên ngoài, nó không có màu sắc, không có hình dáng. Mình cố gắng tưởng tượng ra màu sắc hình dáng là không đúng. Vậy thì nó chỉ có cái khoảng thời gian thôi, thời gian bắt đầu đi vào, thời gian nó kết thúc đi vào, thời gian bắt đầu đi ra đến kết thúc đi ra, mình biết như thế đấy là toàn thân hơi thở, chứ không phải là mình tưởng tượng ra cái hình dáng của hơi thở. Thế. Con xin đọc câu hỏi của một sư cô.
xin sư giải đáp giúp con câu hỏi thứ nhất. Theo vi diệu pháp thì tâm đại thiện thọ hỷ sẽ cho ra quả thù thắng hơn tâm đại thiện thọ xả. Tâm sở hỷ rất khô, trong khi tâm sở xả thì thù thắng hơn nhiều. Vậy mà khi cho quả thì lại ít hơn là như thế nào ạ? Cái tâm thiện này, đây là cái tâm thiện nó thuộc về cái tâm thiện dục giới. Cái tâm thiện dục giới thì nó khi mà mình làm những cái việc phước thiện dục giới thì mình làm với cái tâm thản nhiên, là đôi khi là mình không có cái sự chú tâm, tức là mình không có cái sự chăm chú trên cái việc phước thiện đấy. Cho nên là nó sinh ra cái tâm thọ xả. Cái tâm thọ xả thì là do cái tâm của mình hời hợt, cho nên là nó không có vui. Ví dụ như là khi mà một cái người nhìn thấy Đức Phật, nhưng cái người đó rất là thản nhiên, thì cái người đấy cái tâm cung kính với Đức Phật là không cao. Ví dụ như một cái người ngoại đạo, người ta nhìn thấy Đức Phật, người ta vẫn biết Đức Phật là cao quý, nhưng mà người ta không hoan hỉ. Thì người ta không có những cái phước kính trọng Đức Phật. Nhưng đã là một cái người đệ tử Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật thì luôn luôn hoan hỉ. Thì đó là cái, đấy là cái tâm ở cái, những cái tâm dục giới nó là như vậy. Những cái tâm thiện thuộc về dục giới mà có đi kèm với hỉ thì nó mới cao quý. Còn nó đi kèm với cái tâm xả thì nó lại không cao quý. Nhưng khi mà đến những cái tâm thuộc về sắc giới, vô sắc giới và những cái tâm siêu thế thì nó lại khác. Thì lúc đấy những cái tâm mà nó có cái thọ hỉ lại là thấp kém, lại là thô thiển. Mà những cái tâm nó đi kèm với thọ xả mới là cao thượng. Thì đấy là từ tâm sắc giới mà trở nên. Tâm sắc giới mà có thọ hỉ là thấp nhất, thọ lạc thì hơn tí, nhưng mà thọ xả là cao nhất. Những cái tâm vô sắc giới thì không còn thọ hỉ nữa, chỉ còn thọ xả. Đến cái tâm siêu thế mà chỉ còn thọ giả, đến những bậc như các bậc A-la-hán, Đức Phật thì không còn cái, chỉ còn cái tâm hỷ bi tiếu thôi, chứ không còn cái gì đáng để ưa thích hoan hỷ nữa. Thì nó còn tùy theo từng cái nộ tâm như vậy. Nộ tâm ở dục giới nó khác, nên là ở cái dục giới thì nó có hỷ nó mới cao, còn ở những cái nộ tâm cao hơn dục giới thì cái hỷ đấy lại là thấp. Đấy là nó tùy theo nộ tâm mà. Con đang có hỏi thứ hai của sư cô là Đức Bồ Tát thường hành pháp bố thí với thọ hỷ hay với thọ xả nào? Có ý kiến rằng nếu hoan hỷ đủ ba thời thì sẽ khó cho quả tái sanh làm người tam nhân. Ý kiến này có chính xác không ạ? Con cảm ơn sư ạ. Đức Bồ Tát làm việc thiện thì cũng có khi làm thọ với đi với thọ hỷ, nhưng mà cũng có khi đi với thọ xả. Nhưng mà Đức Bồ Tát sẽ đi với thọ hỷ có khi nhiều hơn. Nếu mà làm những cái việc thiện ở dục giới thì vẫn đi với việc thiện nhiều hơn. Ví dụ như là khi mà ngài móc mắt ra để cho một cái người mà người ta mù mắt, rồi là ngài còn một con mắt ngài mở ra, người thấy người này nhờ có con mắt của mình mà người ta sáng ngày rất là hân hoan, rất thích thú, rất hoan hỉ. Rồi ngài lại móc tiêm một cái mắt nữa cho người đó. Vậy thì cái vị Bồ Tát đó đã bố thí một cái pháp thù thắng với cái tâm đi với thọ hỉ, chứ không phải đi với tâm đi với thọ xả. Còn trong một cái trường hợp mà Đức Bồ Tát bố thí vợ con mình, bố thí con của mình cho một cái vị Bà La Môn, thì lúc này ngài không hoan hỉ được, bởi vì ngài thấy cái vị Bà La Môn này quá ác độc, đánh đập con mình, cho nên là ngài bố thí với cái tâm thọ xả, không bố thí với tâm thọ hỉ. Và cũng vì bố thí với cái tâm thọ xả như vậy, cái công đức vẫn không lớn bằng bố thí với tâm thọ hỉ. Nếu như lúc đấy ngài bố thí vợ con mình với cái tâm thọ hỉ thì công đức nó còn lớn hơn. Nên trong thời quá khứ có một vị Bồ Tát khi bố thí con mình cho một dạ xoa, và dạ xoa đó bỏ cái đứa con ấy vào trong miệng nhai ngấu nghiến, mà cái vị đấy vẫn có thể hoan hỉ được. Và sau này vị đó có cái hào quang ánh sáng rực rỡ suốt cả cái một cái thành phố kể về ban đêm, mà cái hào quang của cái vị đấy cũng tỏa sáng được đi, bởi vì khi bố thí với cái tâm thọ hỉ vẫn có cái phước lớn hơn. Đấy là
ngay cả những vị Bồ Tát khi mà bố thí mà có những lúc thì đi với thọ hỷ, có những lúc đi với thọ giả, nhưng những cái việc phước đấy đi với thọ hỷ vẫn có cái phước lớn hơn là đi với thọ giả. Bởi vì cái phước, ví dụ như phước bố thí là cái phước thế gian, vậy thì những cái phước thế gian nào đi kèm với thọ hỷ sẽ lớn hơn. Còn đi kèm với thọ giả đôi khi nó cũng sẽ đi kèm với vô nhân. Ví dụ như là một cái người thế gian, người ta không hiểu nhân quả, người ta có thể bố thí nhưng người ta không hiểu rằng nó có cái quả báo trong tương lai. Cho nên người ta chỉ nghĩ rằng mình bố thí thì mình được mọi người biết đến để tăng cái uy tín của mình lên. Và người ta không nghĩ rằng sẽ được hưởng phước trong tương lai, cho nên cái tâm người ta rất là thản nhiên. Mình mất đi một cái số lượng về tài sản vật chất để mình được lại một cái danh vọng, nó cũng như một cái sự đánh đổi, bỏ cái này để mua đổi cái khác, cho nên nó không có thiệt, không có hơn, cho nên bị nó đi với cái thọ giả. Thì cái tâm đấy là tâm ni trí, tức là cái việc thiện đấy nó không có đi với trí tuệ. Thì những cái tâm mà không có trí tuệ đấy thì đôi khi nó không có thọ hỷ, nhưng mà thực ra cũng có những cái tâm nó không có trí tuệ nhưng nó vẫn có thọ hỷ. Có những cái người người ta bố thí mà người ta không biết rằng nó có phước nhưng người ta vẫn hoan hỷ, nó vẫn có nhá. Vậy thì nó không nhất thiết là cứ là thọ giả là ni trí, còn là trở thành bậc vô nhân hay nhị nhân gì cả. Cái này cái tâm thiện thì có lúc nó có hỷ, có lúc có trí, có lúc thì không hỷ không trí, lúc có hỷ không có trí, lúc có trí không có hỷ, đó là chuyện bình thường. Thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Du Chen. Con thưa sư, nếu mình bố thí với tác ý, cái này là đang tạo phước cho bản thân, phải tìm đối tượng thọ dụng tốt nhất để có nhiều phước báu. Vậy đó có phải là tâm tham không ạ? Trước giờ con vẫn nghĩ mình giúp ai là giúp về tâm sản, không nghĩ đợi gì tới kết quả, chỉ mong người nhận được lợi lạc. Sau khi nghe bài giảng của sư về pháp bố thí, con băn khoăn quá, mong sư giải đáp giúp con ạ. Bố thí với một cái tâm xả, mình không có mong cầu gì, thì cái tâm xả đấy là tâm xả nó không có trí tuệ. Ví dụ như một vị Bồ Tát bố thí thì vị đó sẽ hướng đến Niết Bàn. Vì một vị Bồ Tát mà bố thí thì vị đó luôn luôn có cái ước nguyện là cái công đức bố thí này sẽ là hỗ trợ, là cái trợ duyên để cho ta chứng thành cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Vì vậy thì tất cả các cái việc phước thiện bố thí thì nó đều khuynh hướng, đều có cái khuynh hướng tâm. Nếu cái người mà bố thí không có cái khuynh hướng tâm thì trí tuệ của vị đó không phát triển, thì những cái ước muốn cao thượng của vị đó không có thành tựu, và cái vị đó sẽ không trở thành những cái bậc cao thượng thù thắng ở trong tương lai. Mặc dù vị đó sẽ vẫn được hưởng phước nhưng cái hưởng phước đó rất hạn liệt. Có thể vị đó hưởng phước vào cái loài thú ở được nuôi dưỡng cưng chiều ở trong các cái gia đình của các cái nhà của các cái đại gia, người ta có thể nuôi những cái con thú cưng, người ta chăm sóc chiều chuộng nó, bởi vì nó cũng có phước, nó tạo ra phước ấy. Nhưng mà do nó cũng không có giữ giới hạnh cho nên là nó không có những cái tâm cao thượng, cho nên nó hạ nhiệt như vậy đó. Vậy nên là bố thí nó phải đi với những cái tâm cao thượng thì nó mới đạt được những quả báo cao thượng. Còn nếu như mà mình chỉ bố thí vì cái mong muốn cho người khác thoát khổ thì đó là có tình thương, đó là cũng là cái tâm từ bi. Nhưng cái tâm từ bi đấy thì cũng tốt, khi mà nó cũng là tốt, nhưng mà mình phải biết rằng là mình chưa có thoát khỏi khổ đau, cho nên là tất cả những cái phước thiện của mình cần phải biết tận dụng, biết vun bồi nó để đi đến thoát khổ đau. Nếu không thì mình cứ chìm đắm ở trong luân hồi sinh tử, mình hưởng những cái phước ở thế gian thôi, hưởng những cái phước ở thế gian, mặc dù mình kiếp sau sinh ra từ cái công đức đấy mình vẫn được giàu sang, mình vẫn được những cái phước này, dù mình không ước nguyện mình vẫn được, nhưng mà sẽ không bao giờ mình khởi lên được cái tâm đi đến chấm dứt khổ đau.
Có nghĩa là cái vòng luân hồi của mình sẽ không bao giờ dừng lại nếu như mà mình không biết ước nguyện khi mình làm những cái việc phước đó. Thì trừ khi mình trở thành một bậc A-la-hán, trở thành một vị Phật rồi, thì các vị đấy mới không ước nguyện gì. À, bố thí mà không thấy mình bố thí, chỉ có không thấy người nhận thí mà không thấy cái vật bố thí. Cái tâm lý ấy chỉ có ở các bậc A-la-hán và Đức Phật Toàn Giác và Đức Phật Độc Giác. Và các vị đấy đã thể nhập với chân lý rồi thì nó khác. Còn những người phàm phu mà mình không có cái ước muốn cao thượng thì mình sẽ cứ chìm đắm ở cái sinh tử hoài hoài. Nên đấy nó khác nhau như vậy, nên là cũng phải đi kèm với ước muốn thì nó mới cao thượng hơn. Thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Bùi Đức Minh. Kính bạch sư, trong cuộc sống hàng ngày có nên sử dụng tinh thần vào mọi hoàn cảnh không ạ? Hay chỉ nên tinh thần trong hành thiền, còn các việc khác trong cuộc sống chỉ nên áp dụng nhẫn nhục và để cho lý nhân quả vận hành? Con cảm ơn sư ạ. Tinh tấn sẽ được áp dụng trong tất cả những thiện pháp. Những cái việc thiện gì nó chưa sinh thì phải tinh tấn phát khởi những việc thiện đó. Mình chưa bố thí giờ phải tinh tấn mà bố thí. Mình chưa nghe pháp giờ tinh tấn nghe pháp. Chưa học đạo tinh tấn học đạo. Chưa đi xuất gia tinh tấn đi xuất gia. Chưa có hành thiền phải tinh tấn hành thiền. Chưa giữ giới phải tinh tấn giữ giới. Tất cả những cái điều đấy đều nên phát triển cái tinh tấn đi kèm với việc thiện. Những cái việc thiện gì đã làm rồi thì tinh tấn phát triển thì nó mạnh lên. Còn những việc ác gì mà chưa làm thì tinh tấn dứt nó đi. Những việc ác gì đã làm rồi tinh tấn ngăn ngừa đừng cho nó phát sinh. Vậy thì tinh tấn nó sẽ đi kèm với cả giữ giới, cả hành thiền, cả những cái việc làm gì mà mình coi là những cái việc làm tốt đều áp dụng với tinh tấn được. Chỉ có cái là mình đừng dùng tinh tấn vào những cái pháp bất thiện thôi. Còn có thể dùng tinh tấn với những cái pháp thiện đều được hết. Thưa sư, các câu hỏi của các hành giả gửi lên đã hết. Chúng con thành kính chiêm sư. Dạ con xin sư giải thích cho con một vấn đề. Có phân tích thì tâm chỉ bắt một cảnh, thế khi mà chỉ trong một nháy mắt mà tạo thể nhận biết một cảnh tất tật rộng lớn, mà trong cái cảnh rộng lớn đó thì nó có vô số những cái chi tiết nhỏ. Vậy trên trong một nháy mắt mà cái tâm nhận biết một cái toàn cảnh đó thì con xin giải thích cho con, thế thì nó phải có những cái tâm sinh diệt liên tục để nhận biết từng cái chi tiết nhỏ trong cảnh đó, và nó phải có cái tâm nó nhận được toàn cảnh đó. Thì trong cái quá trình mà nhận biết được toàn cảnh đó, nó sẽ có vô số các cái tâm sanh lên để nhận biết những cảnh đó và tổng hợp lại Ừ, có chứ. Nếu như là một cảnh duy nhất thì chỉ một tâm duy nhất nó nhận biết được, mặc dù cái tâm nó sanh diệt liên tục, nhưng mà nó có nhiều cảnh khác nhau thì nó cũng cái tâm ấy nó cũng phải sinh diệt nhiều lần để nó nhận biết một cái cảnh đấy. Nhưng mà nó nhanh lắm mình không thể biết được, trong một cái chớp mắt của mình nó đã tâm nó đã sinh diệt hàng trăm ngàn lần, hàng triệu lần rồi mà. Cho nên là trong một cái nhìn của mình, một cái suy tư của mình có thể thấy rất nhiều cảnh khác nhau. Nhưng mà cũng có thể nó là một tâm, nhưng cũng có thể nó là rất nhiều tâm. Nó thay đổi nhanh, nó sinh diệt. Ví dụ như là mắt mình nhìn, tai mình nghe. Hai cái này là hai nội tâm khác nhau hoàn toàn. Khi nhìn thì không nghe, khi nghe thì không nhìn. Nhưng mà mình có phân biệt được cái trạng thái đấy không? Mình cảm thấy là mắt nhìn và tai nghe đồng đều với nhau. Đấy là bằng cái sự nhận thức bình thường. Nhưng bằng cái trí tuệ minh sát, nhưng mà một cái người thực hành thiền Vipassana thì sẽ thấy khác nhau. Khi mà mắt mình nhìn thì tai nó không nghe, khi tai mình nghe thì mắt nó không nhìn. Thì chỉ có ở trong cái thực hành thiền tuệ mình mới phân biệt được như vậy. Còn ở những cái sự nhận thức thông thường mình không thể phân tích được như vậy. Đó. Cho nên là tâm thì nó chỉ bắt một cảnh, đó là đương nhiên. Cảnh ở đây là ở các giác quan. Mắt nó nhìn cảnh thì tai nó không nghe, tai nó nghe thì mũi không ngửi. Mũi mà ngửi thì lưỡi không nếm, lưỡi mà nếm thì thân không xúc chạm. Hoặc là các cái căn, các cái tâm khác nó không thế. Thì nó bắt hơi thở thì nó không bắt cái khác, nó bắt cái khác thì nó không bắt hơi thở. Cho nên là trong cái lúc người hành thiền có lúc nó bắt hơi thở, có lúc nó chạy sang, nó bắt sang cái điểm nào đấy trên người. Nhưng mà nó lại chạy về hơi thở. Thế nó cứ nhảy ra nhảy vào rất là nhanh, mình không thể nào mà thấy được điều đó.
Chỉ có khi nào mình có định rất là mạnh và thực hành thiền tuệ mình mới lại thấy được điều đó, thì mới rõ được. Con thưa sư, tâm thì xoay mình liên tục, cái khi mà mình bắt cái cảnh đó thì nó đã qua, nó thành quá khứ rồi. Thế nhưng mà khi mà ta nhớ là cái cảnh đó thì cái cảnh đó nó nằm ở đâu, nó ở vị trí nào, nó ở cái tâm nào, giữ lại được cái cảnh đó để khi ta nhớ lại thì cảnh đó được hiện ra trong tâm trí. Cái cảnh đó nó nhớ lại là ở ý môn. Ví dụ như là khi mà cái con mắt mình nó nhìn thấy một cái cảnh, ví dụ mình đi đến đâu đó mình nhìn thấy một cái cảnh vật gì đó rất là đẹp, thì đấy là mắt mình nhìn nhá. Nhưng mà đồng thời trong lúc đấy cái cảnh đấy nó đập vào hai cái, nó vừa đập vào mắt mình nhãn thức, nó vừa đập vào ý thức của mình, cả hai cái giác quan này nó cùng bắt một cảnh. Xong rồi khi mà mình về nhà và mình trải qua một thời gian khác, mình lại tưởng lại cái cảnh đấy là do ý của mình nó tưởng, chứ không phải là do mắt tưởng. Ý của mình nó lại tưởng lại cái cảnh đấy, thì cái cảnh đấy nó là ở nội ý, mà nó là do cái ý môn nó hướng đến cái cảnh đấy. Nó tiếp xúc bằng cái ý thức, nó cảm nhận cái cảnh đấy, nó tưởng ra cái cảnh đấy, nó ghi nhận cái cảnh đấy, rồi là nó cũng sinh ra cái vui buồn hỉ lạc với cái cảnh đấy. Đấy thì những tất cả nó ghi nhớ và tưởng lại là do ý môn của mình hết. Trong 6 căn thì ý căn của mình nó ghi lại được hết cả sắc thanh hương vị xúc. Thì cái tưởng của mình mà cái tưởng của mình mà nó mình cũng không được nghĩ rằng là tâm, ví dụ như là nhiều cái học thuyết khác người ta nói rằng là có một cái kho nó chứa những cái kiến thức, thì đấy nó là một cái sự ảo tưởng nhé, không có cái thức nào nó dung chứa gì hết. Nhưng mà cái tâm nó có cái sự linh hoạt của nó có cái chức năng của nó. Ví dụ khi mà một cái tâm nó khởi lên, nó không khởi lên một mình, mà nó khởi lên với rất nhiều tâm sở. Ví dụ như là khi một cái tâm nó khởi lên thì nó có thức, cái tâm thức ấy nó đi với tâm xúc, với thọ này, với tưởng, với tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giả. Tức là những cái tâm sở ấy nó có chức năng nhiệm vụ khác nhau. Thì có cái tâm sở đó là tâm tưởng, là nó có cái chức năng nó ghi nhớ và nó tưởng nhớ lại. Nó tưởng nhớ lại vì nó có nhiều chức năng mà, mỗi cái tâm sở nó có những cái chức năng nhiệm vụ khác nhau. Cho nên là nó khi nó sinh lên thì nó làm cái chức năng nhiệm vụ của mình. Như nào mà hành đến thiền tuệ thì mới hiểu ra, còn bây giờ tưởng thì nó sẽ chỉ có loạn thôi chứ còn không có hiểu được. Nếu mình chưa phân tích rõ đâu. Mình càng suy tư, càng tưởng tượng thì mình càng bị rối loạn mà mình không hiểu được. Khi nào mình phân tích được nó rồi thì mình mới hiểu rõ được. Mỗi tâm nó có chức năng, nhiệm vụ, có những cái đặc tính của nó.